xin chào mọi người tôi tên là quỳnh gia đình tôi thuộc diện khá giả nên bố mẹ tôi chưa bao giờ để tôi thiếu thốn cái gì tôi lại là con út trên tôi còn một anh trai nên tôi được cả nhà cưng chiều hết mực công việc của tôi cũng khiến bố mẹ tôi đau đầu tôi là giảng viên của một võ đường lớn ở trung tâm thành phố suốt ngày mẹ tôi than vãn rằng có khi cái quỳnh phải đổi nghề thì mới mong lấy được chồng vì sẽ chẳng ai dám lấy một đứa trong nghề võ làm vợ đâu lấy nó về Lệch sóng nó bẻ gãy hàm mà Mà cũng sẽ không ai thèm lấy một đứa Vừa lười lại vụng thối vụng nát như nó Và nếu có ai lấy Thì cũng chỉ mươi 21 ngày Rồi người ta cũng mang trả nó cho bố mẹ thôi Mẹ tôi than thở Bà Hoa vừa mới gọi điện Bảo là cháu bà ấy sắp về rồi Mẹ và bà ấy đang làm mai mối cho hai đứa Đều chỗ quen biết cả Nên mẹ cũng yên tâm Tôi lên tiếng Thôi con xin mẹ đấy mẹ đừng mai với mối nữa sau 5 lần mai mối thất bại mẹ vẫn còn muốn mai mối nữa sao? mẹ có linh cảm lần này sẽ thành công con ạ à? mấy lần trước mẹ cũng nói là có linh cảm nhưng kết quả ra sao thì mẹ rõ nhất mà nghe đến đây cả nhà háo hức lắm chị dâu lên tiếng mẹ kể thử vài ưu điểm của con rẻ tương lai của mẹ con nghe xem nào xem có ổn không quá là ổn luôn đấy chứ nó tên là Nam, 37 tuổi, sống ở bên Đức lâu rồi. Giờ gia đình dục quá nên nó về nhà làm việc rồi lấy vợ sinh con cho bố mẹ yên lòng. Cao giáo đẹp trai lắm con ạ. À. Anh Tuấn ngồi hóng cũng sốt ruột. Mẹ đã gặp chưa? Sao mẹ nói chắc chắn thế? Mẹ chưa, nhưng mẹ nhìn ảnh rồi. Ôi trời, qua ảnh chúng nó dùng 7749 cái áp chỉnh sửa. Ở ngoài khéo lại sứt môi lồi rốn. Mẹ tôi gạt luôn, Bà Hoa bảo đẹp là đẹp mà Con phải tin tưởng ở mẹ chứ Anh Tuấn lại được thẻ nói đẻo Con chả tin được đâu mẹ ạ à. Cái tầm 37 tuổi mà chưa lấy ai Thì chắc là cũng cám hấp trên vung rồi Mẹ tôi mắng anh Tuấn luôn Mày đừng có mà ném đá hội nghị Mày có để im cho em mày lấy chồng không Vừa nêu lên ý kiến Thì anh ấy bị cả nhà tôi chửi cho một trận Đúng là một ý kiến đi vào lòng đất Mẹ tôi lại tiếp tục triển khai công việc Sang tuần, nó về rồi, hai bên gia đình sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau, ý con thế nào? Tôi thấy không khí gia đình có vẻ căng thẳng, tôi không muốn là ra môn bất hạnh nên tôi đồng ý. Thế cũng được ạ. À? Nhưng lần này, con phải đi làm đẹp đấy, mẹ cho 10 triệu mà đi làm mi móng tóc tai đi. Tôi còn chưa kịp đi làm đẹp thì anh Nam, con rể trong trí tưởng tượng của mẹ tôi đã về, không biết mẹ tôi nói thế nào với bác Hoa mà vừa về nhà, anh nam đã muốn gặp mặt tôi rồi mọi người ạ à. tôi cá rằng mẹ tôi đã tả tôi xinh đẹp ngoan hiền như một tiên thần thì nam mới háo hức như thế số anh ta quá là nhỏ bởi vì tôi không phải là thiên thần như lời mẹ tôi nói đâu tôi thuộc dạng quá là ngang bướng và đặc biệt lại vụng về trong khoản nợ công gia tránh bởi bao nhiêu năm tôi chỉ toàn học võ đâm đá bao cát chưa có phải nấu nướng bao giờ đâu mẹ tôi tức tốc đăng ký khoa nấu ăn cấp tốc cho tôi để chuẩn bị cho tôi đi lấy chồng việc lấy chồng của tôi quả là gian nan nhưng kết quả đến lớp nấu ăn tôi làm cháy nồi, rơi song lúc say sinh tố chả hiểu sao cái máy bị hóc cứ nhảy cồ cồ lên tôi hoảng quá buông tay ra thì cái nắp bay xuống đất bao nhiêu nước xoài và đá trong đó bắn tứ tung tóe le hết ra cả chỗ nấu nướng nhìn mọi người xung quanh áo ai cũng dính đầy nước vàng vàng mà tôi không nhịn được cười cuối cùng thì cái máy khét lẹt cong cả lưỡi do tội cho nguyên cả quả xoài không bỏ hột, hôm đó mẹ tôi phải đền người ta cái máy sinh tố, họ cũng bảo không đủ năng lực để dạy tôi nấu nướng nên không nhận tôi. Cuối cùng thì sự nghiệp nấu nướng của tôi chấm dứt ngay từ bước đầu tiên. Buổi tối thứ tư, tôi và Nam gặp mặt, nhưng chúng tôi khá thoải mái và dễ nói chuyện với nhau. Nam ngồi kể cho tôi nghe công việc cuộc sống của anh khi ở bên Đức. Tôi ngồi nghe mà ủ ủ cạc cạc như việc ngay sấm tí thì ngủ gật nam kể xong anh quay ra hỏi tôi thế còn em tại sao em lại kết hôn muộn vậy tôi liền trêu nam à em đi tù mất mấy năm nên muộn anh ạ à. thật ra em khá dễ tính nhưng không hiểu sao không ai muốn hẹn hò với em ý khó hiểu thật đấy mặt nam tái dần tái cũng phải thôi một người đàn ông hoàn hảo như anh ta nghe nói đến tủ tội thì đúng là khó nghe mà anh ta ngập ngừng hỏi tôi em đi tù mấy năm sau dạ vâng anh sao lại đi tù vậy em chém người nam ngồi đơ người ra mất vài phút tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì sao thế anh ngạc nhiên lắm à sao mẹ anh nói em anh nghe mẹ anh nói còn mẹ anh lại nghe mẹ em nói em khuyên anh một câu chân thành là anh chỉ nên nghe em nói thôi ạ à. còn mẹ em thì bà ấy muốn em lấy được chồng thì tất nhiên bà ấy phải che giấu đi những chuyện xấu của em rồi nam ấp úng Chồng anh ta lúc này nhìn khổ sở Như kiểu hóc thức ăn vậy Đúng y như kiểu nuốt vào không được Mà nhả ra cũng không xong Tôi thấy Nam ngồi im xe Không nói chuyện rôm rả như phút ban đầu nữa Tôi mới nhìn Nam cười và hỏi Anh sao thế à Nam giật mình rồi ấp úng À anh không sao em à Vâng Thầy anh cứ ngồi im làm em tưởng Em tưởng gì cơ Thì em tưởng anh nghe tin em đi tù mấy năm về nên anh không muốn nói chuyện với em nữa ý. Đâu có Mà em cho anh hỏi lý do Tại sao mà em chém người ta thế À đợt đó em đang có chuyện buồn Xong cái thằng đó cứ trêu em Làm em điên máu Em chém cho vải vát ý mà Em nóng tính nhỉ Dạ mẹ em vẫn chửi em là cục xúc mà Nhưng anh yên tâm Bây giờ tính em đỡ hơn nhiều rồi Em không chém người nữa đâu Mà lúc nào điên quá Thì em đấm người ta thôi anh ạ Nam cười gượng gạo nhìn tôi em vui tính quá em nói thật đấy anh cũng biết em là võ sư mà nam gãy đầu trông mặt anh ta có vẻ khó xử chắc anh ta đang phân vân xem có nên tiếp tục tìm hiểu một cô gái vừa già vừa bạo lực như tôi hay không em hơi khác so với tưởng tượng của anh đấy quỳnh ạ à. nam cứ cười trừ thôi sau đó tôi bảo đi về thôi không muộn thì nam gật đầu và chở tôi về nhà đến chiều ngày hôm sau tôi đi làm về thì mẹ tôi buồn bã báo tin Bác Hoa bảo là Nam nó nói Nó chuẩn bị bay sang Đức rồi Nó bận việc ở bên đó Chưa biết đến bao giờ mới về Việt Nam nữa Tôi phỉ cười Anh ta bỏ của chạy lấy người rồi Mẹ tôi cứ ngồi thở dài Rồi chẹp miệng Lại tạch rồi Sao con Quỳnh nhà mình nó kém duyên thế nhỉ Nó cứ gặp thằng nào Là thằng đấy sẽ mất hình luôn Sao lại kém duyên tới mức đó nhỉ Sau vụ mất con rể hột này Tôi và mẹ đã cai nhau một trận tôi bỏ ra khỏi nhà đi bộ lang thang trên đường tôi cáu nên chút giận lên vỏ lon nước tôi sút bay xa nhưng chứ trêu nó lại bay thẳng vào trán một người đàn ông lạ mặt khiến anh ta ngã bật ngửa ra phía sau tôi giật mình nhìn ra thì thấy anh ấy đang nằm ôm đầu tôi hoảng quá vội chạy lại ấy tôi tôi xin lỗi anh có sao không ạ à? anh ấy bỏ thay ra tôi nhìn rõ vết hằn đỏ trên trán anh ta tôi ngại quá không biết phải nói sao nữa Chán anh thủng tới nơi rồi đấy Dạ em xin lỗi ạ à, Tại em tưởng không có ai Nên em sút hơi mạnh Ừ không sao Tôi đưa anh ấy dậy Rồi tôi và anh đứng nói chuyện với nhau Anh tên là Kiên 32 tuổi Còn em tên là Quỳnh Em 30 Mà em có chuyện gì không vui à Sao lại chút giận lên cái lon nước thế Tôi gãi đầu nói Em và mẹ cãi nhau anh ạ à. Sao lại cãi nhau Mẹ nói gì em à À vấn đề chính là em ế chồng đấy mẹ em bắt em phải lấy chồng đó anh kiên bật cười nói cùng cảnh với anh rồi đấy anh cũng vậy luôn á ừ bà nội anh cũng suốt ngày nói anh về vấn đề lấy vợ mà nhà anh ở quê thì cô nào thèm lấy anh chứ biết bà mong có cháu bế nhưng anh cũng khổ tâm lắm nhà anh ở đâu vậy à anh ở bắc ninh anh đang làm ở ngân hàng quân đội chi nhánh trên hà nội em cũng vậy em học kế toán nhưng không đi làm đúng nghề Em thích làm việc tự do Tôi và Kiên nhìn nhau Rồi phá lên cười lớn Lần đầu tiên tôi thấy thoải mái đầu óc như thế Tôi và Kiên đi dạo nói chuyện vui quá Chúng tôi quên cả giờ về Nhìn đồng hồ tôi giật mình Thôi chết rồi Em phải về rồi Hơn 11 giờ rồi đến này Đấy mà nói chuyện nên anh quên mất Giờ anh đưa em về nhé Thôi em tự về được Anh cứ về đi không muộn Anh đàn ông con trai Về muộn cũng đâu có sao để em con gái đi về muộn thế này sao được Nào đi thôi anh đưa em về nào Không cần mà anh cứ về đi Kiên cứ nặng nặc đòi đưa tôi về Nên tôi đành để anh ấy đưa về Anh ấy sợ tôi về muộn Đi đường gặp kẻ xấu Hai đứa đi qua đoạn đường công viên vắng Hôm nay trời vắng vẻ thế nhỉ Anh cũng không rõ nữa đâu Lâu lắm rồi anh có đi chơi tối đâu Em cũng vậy luôn Tại một mình nên em không muốn đi Thế thì bây giờ anh đi cùng em nhé Tôi gái đầu ngại Vâng thì cũng được ạ à? Anh đi cùng Anh sẽ bảo vệ em Em cứ yên tâm Ái chà chà Anh Hùng che chở cho mỹ nhân đây Liệu có che chở nổi không Tôi nghĩ vậy rồi cười Dạ vâng Đi qua gốc cây cổ thụ to Tự dưng lù lù xuất hiện hai thằng thanh niên cởi trần Người xăm trổ, dáng đi siêu vẹo Chắc là hai thằng nghiện đây mà Nhìn thấy hai thằng nghiện Kiên vội kéo tay tôi Em ra phía sau anh đi Nguy hiểm đấy Anh cẩn thận nhá hình như chúng nó nghiện đấy ừ anh biết rồi em cứ nấp sau lưng anh nhé dạ vâng một thằng nghiện nhìn kiên rồi cười ha hả đôi tình nhân đi hẹn hò về muộn thế đi tăng hai đấy à kiên cau mày lại nói hai người có chuyện gì thì nói nhanh đi để chúng tôi còn về nhà không muộn ái chà mình muốn xin bạn ít tiền uống rượu thôi cũng không có gì to tát lắm đâu hai bạn cứ đưa hết tiền cho mình rồi thì đi về thôi chúng tôi không có tiền đâu hai người mau tránh ra không thì đừng trách tôi tôi đứng sau thầm nghĩ ái chà chà cũng không tệ nhỉ biết che chở cho bạn gái đấy thế kiên căng lên không đưa tiền thế là một tên nghiện lao vào đấm kiên một phát vào bụng còn một tên thì lao vào đấm vào mặt kiên một cái anh ngã lăn quay ra đất mày dám chống đối á này thì chống đối này tiền đâu nôn ra không tao giết bây giờ kiên liền ôm chân tên nghiện và hét lên Em ơi, mau chạy đi, chạy đi. Sau đó, một tên nghiện nhìn tôi đe dọa. Giờ của em xinh đẹp, tính thế nào đây? Đưa tiền và điện thoại cho bọn anh, rồi bọn anh tha cho. Tôi vẫn bình thản, chưa có gì phản ứng, thì Kiên đã hét lên. Hai thằng khốn khiếp, chúng mày bắt nạt một cô gái yêu đuối, chúng mày không biết nhục đấy à. Có giỏi thì để cô ấy đi đi, rồi đánh nhau với tôi đây này. Tôi cười bảo, anh cứ để em xử bọn nó cho, Hai thằng nghiện nhìn tôi cười đẻo Cô em cũng mạnh mồm đấy Tiền đâu, nôn ra nhanh lên Không là bọn anh cho hai đứa đi gặp các cụ bây giờ đấy Tôi liền nói Tiền và điện thoại ở trong túi quần đây này Lại đây mà lấy Mau đưa đây, không tao giết bây giờ Có giỏi thì lại mà lấy này Không làm mà muốn có ăn Thì chỉ có ăn rác thôi Mẹ cái con danh này Một tên lao vào để đánh tôi Thì tôi xoay người né Rồi đạp thẳng vào mặt nó khiến nó ngã ra phía sau. Tên kia cũng lao vào thì bị tôi tung cho vài đòn, mồm be bét máu. Cả hai tên cùng lao vào, tôi vừa đạp vừa đấm cho hai tên nghiện bỏ lê lết dưới đất. Kiên ngồi, mồm há hốc kinh ngạc, nhìn tôi đánh hạ hai tên nghiện chỉ trong một nốt nhạc. Riêng mấy cái thể loại nghiện giặt dẹo này thì một mình tôi chấp 20 tầng luôn, khỏi nói nhiều cho mệt. Hai tên nghiện cố bỏ dậy rồi bỏ đi, Kiên nhìn tôi không chớp mắt luôn. Em có võ đây à? À em cũng biết sơ sơ thôi, anh ổn chứ?" Kiên khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Anh ổn." Hai tên nghiện bỏ đi rồi, tôi mới đỡ Kiên dậy, anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. "Em giỏi thế, anh thấy mất mặt quá, cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ đâu mỹ nhân cứu anh hùng chứ." "Lần sau anh đừng liều mạng như vậy, nguy hiểm lắm đấy." "Nhưng không làm thế thì biết làm thế nào chứ? Bỏ chạy là cách tốt nhất, mà không thể bỏ chạy được." thì cứ đưa tiền và đưa điện thoại cho chúng nó anh ạ à. anh biết rồi thôi chúng ta về không muộn hai đứa đi thật nhanh để về nhà tới cổng tôi không mang theo chìa khóa nên tôi gọi điện cho chị dâu bảo chị xuống mở cửa cho chị dâu của tôi đi ra thấy có trai lạ đứng cạnh tôi thì mắt chị sáng rực lên mẹ ơi chị mở cửa cho em đi muộn rồi chị còn gọi mẹ làm gì thế mẹ ơi xuống mà xem ô hay chị không mở cửa cho em à cứ đừng nói gọi mẹ làm gì thế là chị dâu chạy thẳng vào nhà quên cả mở cửa cho tôi trời đất ơi bà chị dâu của tôi hôm nay bị gì vậy trời chị dâu tôi chạy vào nhà gọi ầm lên mẹ ơi dậy đi có trai lạ đêm hôm rồi mày không ngủ còn nằm mỹ cái gì thế hả có trai lạ có trai lạ cái gì chứ trai lạ cái gì thằng bi nó liền nói bà dậy mà xem cô quỳnh và bạn trai đang đứng ở cổng kia bà hả mẹ tôi vội bật dậy và chạy sang ngó đâu Bi ơi đâu ngoài cổng đó bà nội ở đúng rồi mau ra mở cửa cho cô quỳnh đi mẹ tôi chạy ra mở cửa giọng ngọt ngào khiến tôi nổi da gà con yêu về rồi ạ à, con vâng ạ à. kiên cúi đầu chào dạ con chào bác ạ à. bác chào con mà con là bạn của quỳnh đấy à dạ bác con rất vui khi được gặp bác ạ à. ừ giờ vẫn sớm vào nhà uống cốc nước doáng về nhé Tôi nhìn điện thoại rồi nhăn nhó mặt nói: Sắp sang ngày mới rồi đó mẹ ạ, à? sớm gì nữa ạ. À? Ô cái con bé này, mai là chủ nhật, Có đi làm đâu mà phải ngủ sớm. Giờ chúng ta vào nhà uống trà đã, nói chuyện một lúc rồi hẵng về con nhé. Nửa đêm còn uống trà, côn ruột lắm. Thề mình uống nước ngọt nha. Hay ăn gì để mẹ nấu nào? Gà luộc, gà sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cho vào luộc là xong thôi. Mẹ tôi mời chào khiên nhiều tới mức tôi thấy xấu hổ luôn. Và Kiên gật đầu đồng ý Dạ thế thì phiền bác rồi ạ à? Phiền gì đâu hả cháu Cháu cứ tự nhiên nhờ nhà mình nhá Dạ bác Tôi liền kéo tay Kiên lại Này này anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không Anh không về bố mẹ anh lo đấy Kiên cười toe tuét Không ngại vấn đề đó đâu em Anh nhắn tin bảo mẹ anh một câu là xong mà Mới lại anh ở cùng bạn anh trên này Thế là mẹ tôi kéo Kiên vào trong nhà luôn Vì khách 12 giờ đêm này đã khiến cho cả gia đình tôi mất ngủ. Kiên ngồi trong phòng khách nói chuyện với anh trai và chị dâu tôi, còn mẹ tôi thì luộc gà và chuẩn bị bia lạnh dưới bếp. Thằng Bi thì cứ ngồi nhìn chú Kiên chăm chăm. Tôi bực quá mới quát: Bi, lên gác ngủ đi. Mấy giờ rồi mà còn thức hả? Nó vênh mặt lên cãi. Vẫn sớm mà cô ngủ sớm làm gì? Béo lắm ạ Mẹ tôi bê bia lên, tươi cười đói. Còn cứ kệ thằng bé đi. Nào chúng ta uống vài cốc bia cho mát đi gà sắp chín rồi. Thế là chúng tôi đã uống bia và xé gà luộc tới tận 3 giờ sáng. Kiên dễ gần, lại được gia đình nhà tôi dễ dãi, nên chúng tôi rất thoải mái với nhau, như người nhà với nhau vậy. Từ đó, tôi và Kiên trở nên thân thiết. Kiên chủ động xin số điện thoại của tôi. Hàng ngày, anh nhắn tin gọi điện cho tôi. Sau vài lần gặp gỡ và nói chuyện, tôi cảm thấy Kiên cũng không tệ lắm. Anh rất đứng đắn và đàng hoàng. Anh Kiên thì hiền và rất nghe lời tôi. Mời quen nhưng anh chiều chuộng tôi lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý lấy kiên sau một tháng tìm hiểu. Tôi thông báo tin là sẽ lấy kiên là mẹ tôi mừng lắm. Nhưng khi biết nhà Nam ở quê thì mẹ tôi lại băn khoăn vì biết tôi vụng lắm mà dưới quê thì vẫn còn nhiều phong tục. Bà sợ tôi lại bị người ta lót lá chuối đuổi về. Mẹ tôi quay ra nịnh tôi. Hay là con bảo thằng Kiên lên đây ở đi, rồi mua nhà trên này luôn, Vừa gần mẹ, vừa đỡ phải ở quê vất vả con gái ạ à? Mẹ ơi, anh Kiên là con một Con phải về đó với anh ấy một thời gian Thuyền theo lái, gái theo chồng là thế đó mẹ ạ Mới lại từ đây về Bắc Ninh, có xa mấy đâu Hừm, tao bảo mày không nghe Sau này khổ, đừng có kêu với tao biết chưa Thế rồi sau một tháng, thì bố mẹ tôi dù có lo lắng Nhưng vẫn phải đồng ý để tôi lấy chồng xa Thôi thì, méo mó còn hơn không có anh trai tôi còn trêu tôi rằng Con lại thấy may đấy Nó lấy chồng xa Sau này nhà chồng nó có chửi Nhà mình cũng không nghe thấy Đỡ phải đau đầu Mẹ tôi mắng anh trai Tao đang nấu cả ruột Mà mày còn trêu Cuối cùng Đám cưới của tôi diễn ra với sự chúc phúc của mọi người Tôi hạnh phúc theo chồng về quê Cuộc sống ở nhà chồng tôi bắt đầu có sự đảo lộn Khi có hai thế hệ khác xa nhau Sống chung một mái nhà buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng của tôi khá là yên bình không khí thì trong lành mát mẻ khác hẳn với cuộc sống ồn ào ô nhiễm nơi thành phố chồng tôi ôm chặt quá làm tôi tỉnh giấc mở mắt ra nhìn qua khe cửa sổ tôi thấy trời đã sáng tiếng chim hót líu lo tôi ngồi dậy vươn vai thoải mái thật đấy tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài thì tôi giật bắn cả người khi thấy bà nội đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm bà nội bà bảo cháu gì à Bà nội thở dài Mấy giờ rồi hả? Tôi nhìn đồng hồ và thản nhiên nói 18 giờ bà ạ à. Đi lấy chồng mà ngủ tới 8 giờ sáng mới dậy là kiểu gì vậy? Thế bố mẹ cháu không dậy cháu Đi lấy chồng là phải dậy sớm Cơm nước quét dọn nhà cửa rau Tôi cười tuyệt tuyệt Bà ơi, buổi sáng nhà mình cũng nấu cơm sáng hả bà? Ừ, cái nhà này một ngày ba bữa cơm đấy Sao mình không ăn bún hay phở cho nhanh Nấu cơm làm gì cho mất thời gian hả bà Mẹ chồng tôi đi chợ về Thấy tôi và bà nội đang nói chuyện với nhau như vậy Bà liền đi lại nói Cái Quỳnh đi quét sân đi con Còn mẹ ngồi uống nước nghỉ ngơi đi mẹ Tôi biết ý cầm chuỗi đi quét sân Bà nội thở dài ngao ngán Con gái con lứa Ngủ 8 giờ sáng chưa thèm dậy Không biết ở nhà Bố mẹ nó có dạy dỗ nó kiểu gì nữa Mẹ à Mời công việc xong Chúng nó còn mệt mà với lại dậy sớm thì cũng làm gì đâu mẹ Đời thủ ở nhà ai Có con dâu mà mẹ chồng vẫn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà Còn con dâu thì ngủ tít mít không hả Có nhiều mà mẹ Chuyện đó con thấy rất bình thường Đấy Con là mẹ chồng mà cứ hiền như thế Thì nó lại càng được đà lên nước cho mà xem Tôi quét sân Và nghe rõ những lời bà nội nói Nhưng tính tôi vô tư Nên không bao giờ để bụng những câu nói đó cả Vì không muốn ăn cơm sáng nên tôi mới lái xe đi một vòng để thám thính xem quán bún quán phở nó nằm ở đoạn nào để mai kia tôi đi mua cho cả nhà ăn đỡ phải nấu cơm sáng nhưng tôi lượn mãi mà không thấy quán ăn nào cả về nhà tôi hỏi mẹ chồng thì mẹ bảo ở đây dân ít đi ăn sáng ở ngoài lắm nên không có quán luôn muốn ăn sáng phải đi thêm mấy cây số nữa bát phở ba mươi ngàn đấy mà ở quê ba mươi ngàn gần đủ mua thức ăn cho cả gia đình nên người ta xót ruột người ta không đi ăn sáng ở ngoài đâu Trời đất ơi, thời đại nào rồi mà đây lại tiết kiệm như vậy? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc sáng mai tôi phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn sáng ư? Trời đất ơi, sao có thể chứ? Lúc bà nội sang bên nhà hàng xóm, mẹ chồng tôi mới gọi tôi vào nói nhỏ. Bà nội nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu, con đừng suy nghĩ gì nhá. Dạ vâng. Con yên tâm, con về đây, hai mẹ con mình cùng làm việc nhà, cùng dọn dẹp, có gì không biết cứ hỏi mẹ nhá Giờ tôi mới biết Mẹ chồng tôi cũng là người Hà Nội Mẹ chồng tôi tên là Lệ Bà ấy hiền lắm Bố chồng tôi thì mất vì bệnh ung thư Đôi em chồng của tôi 23 tuổi Cũng đi làm dưới thành phố Nhà chồng tôi ở vùng quê thật Nhưng mọi người tính khá là thoải mái Vì hai anh em đi thoát ly sớm Và học dưới thành phố Chồng tôi thường ngoan khỏi nói rồi Chỉ có bà nội tôi là khó tính nhất Bà năm nay đã 80 tuổi Nhưng vẫn khỏe và minh mẫn lắm tôi nghe mọi người kể là bà sống rất chuẩn mực thuộc kiểu phụ nữ xưa và dặn tôi là về đó làm dâu phải tử tế không là không sống yên ổn với bà đâu mẹ chồng tôi dặn nếu ngại không muốn nấu cơm thì có thể nấu mỗi người một bát canh mì với thịt say nhưng một tuần chỉ được nấu canh mì ba lần thôi ăn canh mì cả tuần sợ mọi người ngán không ăn được nhưng ở thành phố bao nhiêu năm tôi có biết nấu canh mì thịt say là như thế nào đâu chứ tôi đánh răng rửa mặt xong lượng thượng đi xuống bếp Sáng nay mẹ tôi đi sang nhà bác tôi sớm Giúp bác ấy làm việc nhà Tôi rắn tay áo lên và chẹp miệng Nấu canh mì thì say thôi mà Chuyện nhỏ như con thỏ Đun một nồi nước sôi lên Rồi tôi thả một bó mì Chắc tầm nửa cân vào nồi Xong tôi đổ bát thịt say vào Cho gia vị vào Lấy đũa khuấy đều lên Tôi đun sôi thêm một lúc nữa là xong Trong lúc chờ đợi nồi mì chín Tôi tranh thủ quét nhà Xong tôi quét sân Tranh thủ quét luôn cái cổng Tiếng bà nội trong nhà vọng ra Mùi gì ghét thế Quỳnh ơi À thôi chết rồi Nồi canh mì của tôi Tôi ném chổi đó và lao thẳng vào bếp tắt bếp ga Nồi canh mì đã cháy một ít dưới đáy nồi Mì nở tràn cả vung nồi Thòi lòi ra ngoài Bà nội đi xuống hốt hoảng kêu lên Trời đất ơi Quỳnh ơi là Quỳnh Cháu nấu cái món gì đây hả Tôi gãi đầu nhìn bà cười nói Cháu nấu canh mì thì say đi à Cháu tính quét cái nhà xong Thì tắt bếp nhưng cháu lại quên và quét sân quét cổng luôn nên nó mới thành ra như vậy đấy ạ à? trời ơi là trời nhìn cái nồi canh mì của cháu có khủng khiếp không vụng quá đấy bà nội thở dài và nói thôi lần sau nếu để ý vào giờ cháu nấu mì tôm trứng đi lâu rồi bà không ăn mì cũng thấy thèm thèm nhạt nhạt thôi đấy vâng ạ à. canh mì thì say thì tôi không biết nấu chứ riêng món mì tôm trứng thì tôi quá là giỏi luôn Thời sinh viên vì muốn để dành tiền ăn mẹ cho Để mua quần áo Nên tôi thường xuyên ăn mì tôm để tiết kiệm Chuyện nhỏ hơn con thỏ luôn Ăn mì xong bà nội bảo Lát con Quỳnh bắt con gà thịt nhá Gà nhà nuôi Không cám bã gì Ăn ngon lắm đấy Vâng ạ à. Thằng Kiên đi làm về sang nhà bà Thu Mua hết đồ Cháu ở nhà thịt gà Rồi chưa nấu cơm Dạ vâng Nhớ để ý vườn rau cải Không cho nó quần nát hết sau đấy Vâng ạ à ừ thế bà đi đây bà đi bộ à để cháu chở bà đi nhé thôi bà đi bộ tập thể dục luôn cháu rửa bát đi bà nội chồng tôi 80 tuổi rồi nhưng vẫn khỏe và minh mẫn lắm bà đội cái nón rồi đi nhanh nhẹn như thanh niên vậy kiên ở trong phòng đi ra vợ ở nhà ngoan chồng đi làm nhé vâng ạ à. mà vợ có biết thịt gà không đấy em không nhưng em sẽ gọi điện hỏi mẹ cách mổ gà anh yên tâm đi làm đi ừ thế anh đi đây Kiên hôn chuột vào chán tôi một cái rồi đi làm. Tôi rửa bát xong, đưa về quần áo xong rồi tôi ra chuồng gà. Nhìn đàn gà dễ lông nhông trong chuồng, tôi nghĩ bụng. Làm sao để bắt được gà nhỉ? Tôi chạy vào nhà, xúc một bát thóc ra đổ vào máng và cất tiếng gọi. Cúc 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 cúc. Gà ơi, chúng mày gian thóc đi. Rồi đàn gà xuống vào mổ thóc. Tôi mới lao vào vồ, nhưng trượt. Đàn gà bay thứ tung bụi mù, lồng gà phân gà bay lên mịt mù, Trời ơi trượt rồi Đàn gà khôn và nhanh lắm Chúng nó mổ hết nát thóc rồi Mà tôi vẫn chưa bắt được gà Bụi bay mù mịt Nhưng tôi không nản lòng đâu Việc càng khó làm tôi càng muốn làm cho bằng được Tôi lại chạy vào nhà giúp bắt thóc khác ra Đổ tiếp vào máng Và may mắn lần này tôi vô được một con gà trống Ôm con gà trong tay tôi sung sướng hét lên Bắt được rồi thích quá đi Đấy các chị em thấy khổ chưa ở trên thành phố em chả bao giờ phải mó tay vào những việc này Thế mà về quê lấy chồng Em phải học làm tất cả những việc này đấy Em sẽ viết nhật ký Để sau này cho con em đọc Để con em thấy mẹ nó đã cố gắng thế nào Để nó nhìn vào đó Lấy động lực vươn lên Không thể dễ dàng bỏ cuộc Trước những khó khăn thử thách được Tôi ôm con gà vào nhà Kiếm dây để buộc chân nó Thì không may tuột tay Nó bay vù ra sân Tôi vội vàng chạy theo Chết dở nó sổng ra mất rồi. Thế là tôi chạy đuổi theo con gà quanh sân. Trời ơi, sao nó chạy nhanh thế chứ? Làm tôi đuổi theo nó mệt muốn đứt hơi luôn. Nói thật, ở nhà tôi chỉ cần gọi điện là người ta mổ sẵn gà, rồi mang tới tận nhà. Gà quê xịn hẳn hoi, chỉ cần rửa sạch, cho vào nồi là xong. Chứ đuổi bắt gà thế này, tôi thả ăn cơm với rau cải luộc còn hơn. Chạy ở sân chán, con gà bay thẳng vào vườn rau. Tưởng thế nào chứ? Mày ngu lắm gà ạ. À? vào vườn rau tao càng dễ vồ mày để xem mày sẽ có thoát khỏi tay tao không sau một hồi giật đuổi quần nát vườn rau cải thì tôi cũng vù được con gà mệt không thể tả nổi làm dâu ở quê không hề dễ dàng đâu ạ à. tôi buộc chân gà lại rồi lấy điện thoại gọi điện cho mẹ tôi thì anh trai tôi nghe máy alo quỳnh à dạ anh tuấn à mẹ đâu cho em gặp tí mẹ đi chơi rồi có việc gì không em mẹ đi chơi mà không mang điện thoại đi à giờ em phải làm sao đây thế có chuyện gì cần hỏi mẹ sau em hỏi mẹ cách thịt gà anh ạ à. anh có biết thịt gà như thế nào không chị em với thế thôi á. À. thì đun ít nước nóng đi cắt tiết nó cho nó chết nhúng vào nồi nước sôi nhổ thử lông xem nhổ được chưa rồi cho ra vặt lông sạch sẽ đi có thế thôi mà cũng không làm được thế thôi à vậy thôi em tiến hành đây ba anh nhá ừ cuối tuần hai vợ chồng về nhà chơi nhá mẹ nhắn đây. Tôi vội vàng tắt máy Rồi tiến hành mổ gà như anh Tuấn chỉ Tôi hào hứng lắm Đây là một việc rất cao cả mà tôi làm đấy Trưa nay bà nội về Nhất định bà sẽ khen tôi giỏi cho mà xem Vì có cô gái thành phố nào Mà biết mổ gà cơm nước tinh tươm như tôi chứ Tôi cầm con dao và cái bát ra Để cắt thiết gà Loài hoài mãi không được Bực quá tôi cắt đứt cái cổ gà Ném cái đầu gà bay vù ra ngoài vườn Máu chảy tòng tòng xuống cái bát Đấy thế này là hợp lý quá rồi gà đã chết tôi thả gà vào nồi nước đun sôi tôi gật đầu hài lòng ừ, mình cũng không tệ lắm đâu tôi đang lúi húi vặt lông gà thì bà tôi về bà đi ra ngó xem tôi có làm được không bà nội nhìn tôi bĩu môi cắt thiết cái kiểu gì mà cắt cột cổ gà thế Dạ, làm như vậy cho nhanh bà ạ bà nội hỏi thế cái đầu gà đâu dạ cháu vứt ra vườn rồi à ôi trời sao lại vứt đừng có mà vứt cái gì đi Nhớ giữ lại tất đấy, đừng có mà lười Dạ vâng, cháu biết rồi ạ à. Ừ, thôi nấu cơm đi Bà lên nhà nằm nghỉ lát Dạ vâng, bà cứ lên nghỉ đi ạ à, Để cháu nấu cho Tôi cho gà vào nồi luộc Rồi cắm cơm nhặt sau Tới trưa, bà đi ra Thấy tôi đang nằm trên điện thoại Bà bảo Quỳnh ơi, cháu luộc gà xong chưa Dạ, cháu đang luộc rồi ạ à. Nhanh thế Cháu gọi điện cho mẹ cháu và thằng Kiên Bảo trưa nay về ăn cơm đi nhà có thịt gà dạ vâng ạ à. rồi bà nội tôi đi ra sân nhìn thấy vườn rau nát bét bà kêu toáng lên quỳnh ơi quỳnh dạ cháu đây ạ à. cháu không trông chó để cháu quần nát hết vườn rau của bà rồi trời ơi bà đã dặn thế rồi mà dạ cháu quần đấy ạ à. không phải chó đâu ạ à. thế sao cháu làm thế à vườn rau sạch của bà đấy lúc cháu bắt gà nó bay vào đấy nên cháu vào đuổi gà không may bị vậy đấy ạ à. Bà nội cứ kêu ẩm mỹ lên vì tiếc vườn rau cải non mơn mởn. Tôi liền nói, cháu làm hỏng rau của bà thì cháu đền tiền cho bà. Thôi, bà đừng khóc nữa mà. Bà nội tôi cứ khóc hu hu. Trời ơi, vườn rau ngon thế mà cháu làm nát hết. Trời ơi là trời. Thôi, bà đừng khóc nữa. Cháu đền cho bà một triệu tiền rau nhé. Cháu đừng có nghĩ dùng tiền có thể mua chuộc được bà. Tôi vừa chạy vừa nói bây giờ có tiền là có tất cả bà ạ, tiền là tiên là Phật là sức bật của lò xo. bà suy nghĩ lại đi ạ, à. có tiền rồi muốn làm gì mà chẳng được. bà nội suy nghĩ thế lọt tay, rồi bà đứng lại, hai triệu, tôi liền mặc cả. thôi, một triệu rưỡi thôi bà ạ, hai triệu hơi chát. bà nội chìa tay ra, tiền luôn đây. tôi vào trong phòng lấy ví tiền rồi đưa cho bà nội một triệu rưỡi, bà tờ năm trăm ngàn mới tinh bà liền nói cháu đổi cho bà tiền 100 trăm dễ tiêu chứ tiền to thế này mắt mũi bà kém sợ nhầm lắm vâng thì cũng được ạ à. bà nội cầm tiền rồi nín khóc luôn bà quay ra nhẹ nhàng nói gà chín chưa để ăn cơm nhỉ già chắc là chín rồi để cháu vào vớt gà ạ à. tôi vớt con gà ra cái đĩa to Bật quạt cho nguội bà nội hỏi thế cháu không chặt gà ra à? mà để cả con á à? vâng ạ à để cả con xong cầm cái đùi xé mới thích chứ bà nội chặt cho dễ ăn cháu ạ à. cứ lấy con dao bổ đôi con gà ra trước rồi chặt thành từng miếng dạ vâng tôi hào hứng đem gà ra chặt cầm con dao sắc tôi bổ thật mạnh giữa con gà như lời bà hướng dẫn bà nội cũng hào hứng bước ra xem tôi chặt gà bà nhìn con gà luộc bị bổ đôi mà mặt bà biến sắc quỳnh ơi cháu chỉ vặt lông gà thôi à sao cháu không mổ bụng moi lòng mề ra cả cái diều gà nữa chứ Mặt tôi mới nghẹt ra Ô sao trong bụng con gà nhiều thứ tùm lum thế này Nghe giọng bà nội lanh lảnh Thế giờ sao ăn gà đây Lòng mẹ cứt vỡ tóe loe hết trong bụng nó thế này Trời ơi là trời Đúng lúc đó thì mẹ chồng thôi cũng về nhà Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hoang mang Bà nội nhìn con gà mà tiếc của Bà nghiến răng Sao cháu làm vậy hả Mỗi cái việc nhỏ thế mà cháu cũng không biết làm nữa là sao Mẹ tôi phì cười Lần sau con phải mổ bụng Và moi hết lòng mẹ ra Bỏ cả diều đi nhá Sao lại để nguyên cả con thế Thì bà nội bảo con là Đừng có bỏ cái gì Cho tất mà Cho tất mà mẹ Mẹ chồng tôi cũng phải bật cười Trước sự hồn nhiên của tôi Vì bà sợ con vứt bộ lòng gà đi Bà nội tôi tức quá Kiểu thịt gà ăn tới miệng rồi Mà nuốt không được trôi Bà tức quá hết ẩm mỹ lên Và vác chổi đuổi theo tôi đứng lại ngay hôm nay thì cháu no đòn với bà nhá. tôi cuống cuồng lên bỏ chạy bà ơi cháu xin lỗi bà à tại cháu không biết đúng lúc đó chồng tôi cũng dắt xe vào nhà kiên cũng nói đỡ cho tôi bà nội ơi vợ cháu không biết có gì bà bỏ qua cho vợ cháu nha bà nội tôi trừng mắt lên quát chúng mày cứ bênh nó đi rồi có ngày nó leo lên đầu nó ngồi đấy bà nội cháu xin lỗi bà à bà nội tức quá đứng dậy bỏ về phòng. Trưa hôm đó, con chó được một bữa thịt gà ngon, còn cả nhà tôi hôm đó ăn cơm với rau chấm nước mắm. Mẹ chồng tôi dạo này xin được việc phụ nấu ăn ở trường tiểu học, nên bà đi làm cả ngày tới chiều mới về. Chồng tôi thì đi làm mà cũng chỉ chiều mới về thôi. Nửa tháng nữa tôi mới bắt đầu đi làm. Tôi với bà nội ở nhà chi chóe nhau cả ngày. Bà già 80 tuổi với cháu dâu 30 tuổi mà cứ ồn ào hết cả nhà trước sân nhà tôi có cây xấu mùa này lá rụng đầy sân sáng quét lá chưa quét lá rồi chiều lại quét lá tôi vừa quét vừa lẩm bẩm ngày quét ba lượt mà vẫn không hết lá bực mình thật đấy bà nội tôi ngồi ăn trầu ở thềm vừa ngâm nga em là con gái bắc ninh em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo tôi nghe bà hát hay lắm tôi nghĩ còn gái Bắc Ninh hát hay, khéo léo, đảm đang như thế Thế mà chồng tôi lại lấy phải tôi Thì chắc bà nội tôi sốc dữ lắm Quét cây sân mà cũng lầm bầm May là nhà ít ruộng đấy Cháu cứ phải cho xuống ruộng cây lúa Thì mới biết mặt Tôi quét sân quét cổng xong Tôi lại đi lau nhà Nhà sạch bóng rồi Nhưng bà nội tôi lấy kính đeo vào Rồi bà đi soi Chưa sạch Cháu lau lại một lần nữa đi Bà ơi, cháu thấy sạch rồi mà. Bà nói cháu lau lại thì cháu lau lại đi, đừng có cãi lời bà. Dạ vâng ạ. À, tôi lại lau từ trên tầng 3 lau xuống, mệt muốn tắt thở luôn, xong bà vẫn bảo vẫn chưa sạch, lau lại đi. Tôi vừa thở vừa nói, bà ơi, bà nhìn xem, sạch tới mức có thể soi gương được này, thôi có gì mai cháu lại lau tiếp bà nhá. Không được, lau lại đi, mai vẫn phải lau và nếu không sạch thì vẫn phải lau lại như ngày hôm nay. Trời ơi, ngày nào cũng lau thì bẩn ở đâu ra chứ. Thôi để mai cháu lau bà nhá. Thế giờ cháu có lau lại không? Ta cháu biết rồi ạ. À. Bà nội biểu môi rồi đi vào phòng mở đài nghe hát. Tôi thở dại nghĩ bụng. Mình lau đi lau lại mà bà vẫn không ưng. Mình phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn thấy cuộn dây bơm nước để góc sân mà chồng tôi vẫn dùng để tưới cây. Tôi chợt nghĩ ra. À, mình có cách rồi. Rồi tôi ra bê cuộn dây lên tầng 3, tôi lắp vào vòi nước, tôi vặn vòi và cầm vòi nước rửa nhà. Tôi rửa từ trên tầng 3 rửa xuống, tôi vừa xịt nước vừa nghĩ. Mình lau thì bà bảo không sạch, vậy mình dùng vòi nước mình rửa để xem bà còn chê được không nhá. Thế là nước cứ ào ào chảy từ trên tầng 3 xuống tầng 1 như một lũ xả. Bà nội nằm nghe nhạc, cứ thấy nước chảy ở ngoài, bà tắt đài và lắng tai nghe. Tiếng nước chảy đâu thế nhỉ? Hay là cái quỳnh nó quên không khóa vòi nước? cái con bé hậu đậu này Bà nội mới dậy để đi ra xem Mà bà bước chân xuống đất thì Bõm bõm Nước ngập tới cổ chân Bà nội hoảng quá kêu ẩm mỹ lên Quỳnh ơi Quỳnh Tôi đang cầm vòi xịt Nên không nghe tiếng bà gọi Bà nội vội vàng vén quần lên và đi ra ngoài Quỳnh ơi Cháu đâu rồi Có chuyện gì mà nước chảy ngập hết cả nhà thế này Tôi nghe tiếng bà nội gọi Tôi mới vào tắt vòi nước Và đứng ở trên nói vọng xuống Bà ơi, cháu đang rửa nhà cho sạch ạ. À. Bà chờ tí, cháu rửa xong trên này, rồi cháu xuống dưới đó ạ. À. Tiếng bà hét lên vang cả nhà. Mau dừng lại đi, nhà ngập hết cả rồi, còn rửa cái gì nữa? Trời ơi là trời. Tôi mới đi xuống tầng 1, thì nước đã ngập tới cổ chân tôi. Tôi giật mình. Ô, sao lại như vậy nhỉ? Bà nội tôi quát. Còn không đi tắt nước đi, hay để hỏng hết đồ đạc trong nhà, thì cháu mới vừa lòng hai bà cháu hì hục tắt nước rồi lấy rẻ lau nhà tới lúc mẹ chồng tôi về vẫn chưa xong bà nội tôi chửi tôi một trận tơi bời từ hôm đó bà nội tôi không bắt tôi phải lau nhà nữa nhân cơ hội đó mẹ chồng tôi và kiên đã dọa bà nội là nếu cứ bắt tôi làm việc nhà e rằng tôi sẽ làm hỏng hết đồ đạc trong nhà thế nên bà nội tiếc của không bắt tôi làm việc nhà nữa thời gian qua đi tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở nhà chồng Tôi đã rất cố gắng để nấu cơm thật ngon Nhờ có mẹ chồng tôi chỉ bảo tận tình Nên tôi cũng đã tự tay nấu được vài món đơn giản Còn bà nội thì vẫn khó tính và hay bắt bẻ tôi như lúc đầu Nhưng tính bà nói là xong, lại bình thường Nên tôi cũng lì mặt ra, kệ bà muốn nói gì thì nói Hôm nay tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn Lúc ra cổng tôi thấy bà nội đang đứng nói chuyện với một ông cũng tầm tuổi như bà ở cổng Tôi ngó ra nhìn, còn thấy ông thơm vào má bà mới ác chứ ái chà chà, bà nội có người yêu nhá. Hai ông bà đang đứng tâm sự, cụ ông hỏi. Sao mấy ngày hôm nay bà không đi tập thể dục, làm tôi nhớ bà quá. Tôi bị đau lưng mấy hôm, hôm nay mới đỡ đấy. Đâu đâu để tôi xem nào. Cụ ông lấy tay xoa vào lưng bà. Đau ở chỗ này à? Vâng đau lắm. Tôi mới nhẹ nhàng đi lại gần và thò mặt vào giữa hai ông bà hỏi. Này ông, sao ông dám giờ lưng bà nội cháu vậy? Cả hai ông bà giật bắn cả người Cụ ông thở dốc Rồi lấy tay vuốt vuốt ngực Mồm ú ớ không nói thành câu Còn bà thì giơ tay đánh tôi Cái con bé này Mày dọa ông bà chết ngất luôn ở đây hả Thì tại cháu thấy ông đang Bà nội vội lấy tay bịt mồm tôi lại Thôi thôi bà xin Cháu nhỏ cái mồm thôi Rồi bà quay ra bảo cụ ông Ông về đi Rồi mai gặp ở công viên nhá Cụ ông gật đầu Mặt còn ngại ngại Thế tôi về nhá rồi tôi với bà nội đi vào nhà, tôi liền hỏi bà Người yêu của bà nội đấy ạ à? Yêu đương cái gì, cháu đừng có mà nói linh tinh Cháu thấy hai ông bà nhìn nhau đắm đuôi lắm Bà yêu rồi phải không? Không có, bạn già cả với nhau thôi 80 tuổi rồi, còn yêu đương cái gì nữa Nói ra người ta cười vào mặt đấy Cười cái gì chứ, nhìn bà vẫn còn đẹp lắm Bà vẫn còn xuân xanh lắm bà Tự dưng bà quay ra nhìn tôi Cháu nói thật không? bà vẫn còn xuân xanh ư Thật à, đúng kiểu gừng càng già càng cay đấy à Bà nội ngại đỏ mặt Xong bà lại cười e thẹn như gái mới lớn nữa chứ Đúng là có tí tình yêu vào Mọi thứ đều đổi thay được Bà liền nói Đúng là bà với ông ấy đang có tình cảm với nhau Nhưng mà cháu đừng có nói với ai chuyện này nhá Không mọi người biết bà ngại lắm Đây là bí mật của bà đấy Cháu biết bí mật của bà rồi nhá giờ bà mà mắng cháu là cháu mách mẹ cháu chuyện bà nội có người yêu đấy ô cái con bé này tôi cười nhìn bà nội nháy mắt cháu nói thật đấy nên bà đừng mắng cháu nữa nha từ nay bà cháu mình hòa nha bà nội tôi gật đầu đồng ý từ tháng thứ năm sau khi cưới thì tôi mang thai cả nhà tôi vui mừng lắm nhất là bà nội tôi bà mong có chất bế nên từ lúc biết tôi có thai bà không bắt tôi làm một việc gì nữa ngày chủ nhật Tôi được nghỉ, tôi nằm ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy, đi xuống nhà thấy bà nội đang gọt hoa quả, bà nội cho vào cái hộp và để vào tủ lạnh để tôi ăn cho mát. Bà ơi, Quỳnh dậy rồi đấy à, ăn hoa quả đi cháu. Dạ, bà phơi quần áo rồi à. Ừ, bà phơi rồi, sao bà không để cháu dậy phơi? Thôi, để bà phơi cho, cháu đang mang thai nên cháu cần nghỉ ngơi. Bà nội đang yêu thật đấy à, thế mà lúc cháu mới cưới về đây, bà nội cứ bắt nạt cháu. Bà nội quay sang lườm tôi. Bà bắt nạt cháu bao giờ? Cháu nói linh tinh quá rồi đấy. Thì đúng mà, lúc cháu mới về nhà, bà còn cầm chổi đuổi cháu khắp sân còn gì? Bà lại chối. Thôi thôi, mấy chuyện đó qua rồi, không nói lại nữa, nào cháu ăn đi. Vâng ạ, à, cháu cảm ơn bà. Thế rồi, những ngày yên bình của tôi đã nhanh chóng qua đi khi chồng tôi có người đàn bà khác. Dạo này tôi chữa ngén ngẩm nên người mệt mỏi lắm. Tối tôi hay đi ngủ sớm nên không để ý tới chồng. Cũng vì tôi nghĩ một người hiền lành, tốt tính như Kiên thì không thể nào phản bội vợ con cả. Thế nhưng lần này tôi đã nhầm thật mọi người à. Mười năm giờ sáng, bà nội tôi đã lấy điện thoại và gọi cho tôi. Tôi đang lẩm bẩm. Ai gọi giờ này thế nhỉ? Tôi dụi mắt và nhìn màn hình là số của bà nội. Hôm nay bà nội lịch sự gớm. Mỗi hôm là đập cửa gọi rồi. Hôm nay bảy đặt gọi điện thoại cơ đấy. Alo cháu nghe ạ à. Dậy đi xuống phòng bà đi Bà bảo cái này Mới 5 giờ mà bà Lát nữa cháu xuống Xuống nhanh đi Bà có việc gấp mà Trời ơi cháu buồn ngủ lắm Cháu không xuống đâu Nếu cháu xuống phòng bà bây giờ Thì trưa nay cháu không phải nấu cơm nữa Cháu muốn ăn gì tùy cháu Ai chả Vụ thương lượng này cũng được lắm Tôi lại đang lười nấu sẵn Nên tôi liền nói Vậy trưa nay cháu gọi đồ ăn ở ngoài nhé bà Được thôi thế bây giờ xuống đây nhanh lên vâng ạ à. tôi dậy thì chồng tôi mở mắt ra hỏi vợ dậy làm gì sớm thế à em xuống dưới nhà xem bà nội bảo gì chồng ngủ thêm lát đi ừ tôi chạy xuống phòng bà vào đây bà hỏi đây có chuyện gì mà bà gọi cháu sớm thế bà nội cầm ba bộ quần áo ra hỏi tôi theo cháu bà mặc bộ nào đẹp nhất bộ nâu bộ vàng hay bộ hồng này bà suy nghĩ mãi mà không biết mặc bộ nào cháu ạ à? Ủa bà điên cỗ à Không bà đi tập thể dục Trời à đi tập thể dục thôi Mà có cần phải cầu kỳ vậy không Nhưng mà bà đi cùng À cháu hiểu rồi Bà đi cùng ông ý chứ gì Bà nội tôi cười e thẹn Ừ vậy nên bà muốn mình đẹp hơn một chút đó cháu Tôi gật đầu và nói Cháu hiểu rồi Ai yêu vào mà chả thế Cháu ghét nhất là màu xanh màu vàng lòe loẹ loẹt Chẳng ra làm sao theo cháu thì bà mặc bộ hồng chấm bi này đi màu hồng là màu tình yêu đó bà nội bà nội cầm bộ hồng ướm vào người bộ hồng này nhá để nội mặc luôn bà nội tôi mặc bộ hồng vào rồi đội mũ màu hồng nữa bà quay một vòng trước mặt tôi được không cháu quá là được ạ à. bà nội chờ cháu tí tôi chạy lên phòng lấy thỏi son của tôi xuống chấm chấm cho nội một tí son rồi gật đầu ưng ý bà nội của cháu quá là đẹp luôn phải nói là xuất sắc Lát nội đi tập thể dục Các cụ ông có mà lác hết mắt Lắm người theo đuổi quá Nội về đừng có trách mắng cháu đấy Bà nội tôi cười tiếp mắt Đúng là đồ dẻo miệng Cháu không dẻo miệng Thì sao làm cháu dâu của bà nội được Thôi nội biết rồi Nội đi tập thể dục đây Tôi mới kéo nội lại gạ gẫm Nội ơi Nội đẹp gái của con ơi Lát con đi mua phở về cả nhà mình ăn nha Còn lưỡi nấu cơm quá nội ạ à. Nội tôi đang vui Nên gật đầu đồng ý được rồi tùy cháu muốn ăn gì thì ăn thôi nội đi đây không muộn dạ tôi nhảy cẫng lên sung sướng lát mua phở ăn nên không cần phải vội vàng làm gì cả tôi lại chạy lên phòng ngủ tiếp sáng chồng tôi và mẹ chồng tôi dậy thấy tôi mua phở thì hoang mang lắm mẹ chồng tôi chạy vào hỏi con không nấu cơm mà con mua phở thế này lát nội đi tập thể dục về không có cơm ăn là nội mắng chết đấy tôi cười nói mẹ yên tâm nội không mắng đâu ạ à. Kiên nhìn tôi hỏi, sáng có chuyện gì mà em với nội cứ thầm thảo thầm thụt ở dưới nhà thế? À, em với nội bàn xem sáng nay ăn gì đấy. Cuối cùng thì nội quyết định là ăn phở ạ. À? Mẹ chồng tôi lắc đầu không tin, không thể nào đâu. Mấy chục năm nay bà nội chỉ ăn cơm sáng, tuyệt đối không ăn gì khác ngoài cơm cả. Còn có nghe nhầm không đấy Mẹ cứ chờ lát nữa nội về biết ngay thôi à. Vừa nói xong thì nội tôi đi tập thể dục về, nhìn từ xa thấy bà nội mặc bộ hồng chấm bi, đội mũ màu hồng, giày để thao màu trắng. Mẹ chồng tôi và Kiên há hốc mồm kinh ngạc, Kiên hoang mang nhìn mẹ. Mẹ ơi, có phải kia là bà nội của con không ạ? À? Hình như là phải đấy. Không giống bà nội của con tí nào, mọi ngày bà có ăn mặc như vậy đâu nhỉ? Mẹ chồng tôi gật đầu. Bà nội bị sao vậy nhỉ? Hay là bà nội ốm hả à con? Bà nội tôi đi vào tôi cười nói. Quỳnh ơi, bà đói quá, mình ăn được chưa cháu? dạ bà ngồi xuống ăn đi ạ hôm nay mình ăn phở bò bà ạ thôi bà ăn phở không thôi chứ thịt bò chắc bà không ăn được răng bà yếu rồi bà cứ ăn thịt bò đi cùng lắm là cháu đưa bà đi nha khoa thay răng mới thôi mà bà cứ ăn thoải mái đi ạ kiên và mẹ chồng tôi cứ tròn xoe mắt nhìn bà nội ăn phở kiên gãi đầu đói mẹ ơi còn nghĩ là sắp có bão lớn rồi đấy ạ à? mẹ chồng tôi gật đầu đúng là không thể tin nổi con ạ từ khi cái quỳnh về đây nó đã làm thay đổi tính nết của bà nội nhưng mà mẹ thấy vậy cũng rất tốt con ạ à. kiên gật đầu dạ vâng bà nội dễ tính hẳn như vậy mẹ con mình đỡ khổ hơn mẹ nhỉ ừ nhưng mà cái quỳnh hôm nay chọn tông màu cho bà nội hơi trẻ con có tuổi rồi ai lại dùng tông hồng chấm bi như thế chứ bà nội đang ngồi ăn phở nghe tiếng nên quay lại lửa mắt nhìn kiên và mẹ chồng tôi hai người lẩm bẩm cái gì đấy kiên liền nói Già dạ, không có gì đâu bà nội. Bà nội biểu môi. Tôi già nhưng tôi không có điếc. Hai người cẩn thận lời nói của mình đấy. Chả lẽ người già như tôi không được mặc màu hồng sao? Mẹ chồng tôi luống cuống. Dạ được ạ, à. mẹ mặc gì cũng được ạ. À. Tôi và nội nhìn nhau cười tủm tỉm. Hôm nay chồng tôi đi họp lớp, trong buổi họp lớp anh đã gặp lại Ngọc, là bạn gái cũ của Kiên. bà năm trước Kiên và Ngọc chia tay vì Ngọc đi nước ngoài cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mọi người nói đúng, tình cũ không rủ cũng tới. Và ngay trong buổi họp lớp, Kiên và Ngọc đã tình cờ gặp nhau. Kiên, Kiên quay lại nhìn và ngạc nhiên nói, "Ngọc, Ngọc về nước khi nào vậy?" Ngọc về tuần trước, gặp lại Kiên và mọi người, Ngọc thấy vui quá. Và cả buổi họp lớp hôm đó, Kiên và Ngọc ngồi cạnh nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Kiên và Ngọc uống bia, có tí men vào người nóng lên tình yêu ngày xưa lại ùa về ngọc nhìn kiên đắm đuối kiên lấy vợ lâu chưa nửa năm rồi ngọc ạ à. thế mà không thấy kiên mời ngọc nhỉ kiên gãy đầu ngại ngại à tại kiên không có số của ngọc mà ngọc sang nước ngoài học ngọc thay số luôn kiên có gọi cho ngọc được đâu chứ ngọc ngồi sát vào người kiên thế giờ ngọc cho kiên số nhé kiên bấm số của ngọc xong được rồi thế lần này ngọc về lâu không nếu có động lực thì Ngọc ở lâu Còn không thì một tháng nữa Ngọc lại bay Kiên ngập ngừng nói Vậy à? Vâng Ngọc ra nhà vệ sinh Cô tô thêm chút son Rồi xịt thêm nước hoa vào gáy Và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiên Kiên ơi Ra nhà vệ sinh Ngọc nhờ tí Kiên vội vàng đứng dậy Và đi ra nhà vệ sinh với Ngọc Lúc này các bạn đang mải hát hò uống bia Nên không để ý tới Kiên và Ngọc nữa Ra tới cửa nhà vệ sinh Kiên ngó vào hỏi Ngọc ngọc ơi có chuyện gì thế ngọc liền lui kiên vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại kiên à ngọc nhớ kiên ngọc ôm vào hôn kiên ngay tại đó hiền kiên bất ngờ nhưng vì có men trong người nên kiên không thể từ chối được anh và ngọc ôm nhau hôn nhau bất chấp tất cả ngọc quen kiểu sống dễ dãi bên nước ngoài cô vừa hôn vừa luồn tay cởi khóa quẩn kiên ra kiên giữ tay ngọc ngọc làm gì thế làm tình chứ làm gì kiên không thích à ở tại đây sao đúng thế Chúng ta sẽ làm ở đây luôn Nhưng như ai biết thì sao Cửa chốt rồi mà Kiên đừng lo Vừa nói Ngọc vừa thò tay vào trong quần Kiên Khiến Kiên không kìm lòng được Ngọc à Kiên thấy không ổn đâu Chẳng có gì là không ổn cả Ngày xưa Kiên và Ngọc vẫn làm suốt đây Sao giờ Kiên lại ngại chứ Kiên chê Ngọc rồi sao Không phải Giờ Kiên có vợ rồi Sao Kiên có thể làm thế được Được mà Ngọc tự nguyện cho Kiên mà Ngọc nghe mọi người nói vợ Kiên đang mang thai Nên Kiên không được thoải mái đúng không Để Ngọc chiều Kiên tới bến luôn nhá Ngọc đã nói như thế rồi Thì Kiên còn gì để nói nữa chứ Anh lại ngồi xuống kéo cái quần gen của Ngọc sang Anh bế Ngọc lên Ngọc ôm cổ Kiên Hai người ghi chặt lấy nhau Một người bạn của Kiên và Ngọc quay ra Không thấy Kiên và Ngọc đâu cả Mới hỏi các bạn Ôi chúng mày ơi Kiên và Ngọc đi đâu mà lâu thế nhỉ Có khi chúng nó đưa nhau đi tâm sự rồi Cũng phải Trước chúng nó yêu nhau mấy năm liền mà Giờ gặp lại phải ôn lại kỷ niệm xưa chứ Một người bạn đẩy cửa nhà vệ sinh Thì thấy chốt ở bên trong Nên thôi định đi vào Thì nghe thấy tiếng động lạ trong nhà vệ sinh Anh ấy mới ghé tai lại Thì nghe thấy tiếng thở dốc Tiếng dập lạch bạch Hôm nào kiên thích thì qua nhà Ngọc nhé Nhật trí luôn Anh ấy cười tùng tỉm Rồi vào khoe với các bạn trong phòng hát Ê các bạn ơi Thằng Kiên đang nện cái ngọc trong nhà vệ sinh đấy Các bạn tròn xoe mắt ngạc nhiên có nhầm không thế? Tôi không nhầm đâu, chúng nó đang lạch bạch trong nhà vệ sinh đấy. Trời ạ, à, thằng Kiên này gớm mặt thật, vợ nó mà biết thì nó giết. Thôi thôi, kệ chúng nó đi, chúng ta uống tiếp thôi. Các bạn của Kiên và Ngọc thì không để ý, nhưng bạn nhân viên trực phòng hát vì quá tò mò nên đã tìm cách bác ghế trèo lên, cầm điện thoại và quay lại cận cảnh Kiên và Ngọc. Sau một tiếng quân nhau trong nhà vệ sinh, Kiên và Ngọc mới mặc quần áo ra ngoài. Trước khi ra, họ còn hôn nhau nụ hôn say đắm kiên tuyệt lắm ngọc rất thích ngọc cũng sexy lắm hôm nào kiên ra nhà ngọc nhé vâng ngọc chờ à kiên và ngọc quay lại phòng hát thì các bạn đã về hết cả rồi kiên và ngọc cũng chia tay nhau và ai về nhà nấy tôi đang mang thai đã ngén mệt lại còn bị bại một bên hông nữa cứ nằm xuống là không dậy được tôi buồn đi vệ sinh nên gọi chồng anh anh ơi kiên nằm quay mặt vào tường sao thế em đợi em dậy em đi vệ sinh cái Kiên thở dài rồi đỡ tôi dậy Xong anh lại nằm xuống quay mặt vào tường luôn Anh mè đà Ừ Chắc anh lại uống nhiều quá chứ gì Thì lâu lâu mới gặp các bạn Phải uống chứ Không uống các bạn lại nói cho em. Vâng uống ít thôi Không tốt cho sức khỏe đâu Thôi anh ngủ đây Anh mệt lắm rồi Thế anh không xoa lưng cho em ngủ à Em lắm chuyện quá đấy Người ta chửa để em ầm ra kìa Có ai làm nũng chồng như em không Anh ngủ đây Hôm nay anh mệt rồi Rồi kiên trùm chân kiến đầu ngủ luôn Mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Từ hôm đó, Kiên bắt đầu đi làm về rất muộn, bình thường chỉ 6 giờ chiều là anh có mặt ở nhà, nhưng đợt này ngày nào cũng phải 9 giờ tối anh mới về. Mọi người hỏi anh, nói là anh ở lại làm thêm, tôi thì bầu bí mệt mỏi nên không để tâm lắm. Ngày nào 9 giờ anh về thì tôi đã đi ngủ một giấc rồi. Cũng lâu rồi hai vợ chồng không nói chuyện tâm sự với nhau. Nửa tháng liền như vậy, bà nội bắt đầu nghi ngờ và ngồi đợi Kiên ở ngoài cổng kiên đi làm về thấy bà nội ngồi ngoài cổng thì anh dừng xe lại hỏi bà nội sao bà ngồi đây thế bà vào nhà nghỉ đi bà ngồi chờ cháu mà cháu đứng đây nói chuyện với bà một lúc đi có chuyện gì vậy à bà nội ngửi ngửi người cháu có mùi gì thế mùi thơm của phụ nữ à kiên cháu đang ngoại tình đúng không kiên giật mình trước câu hỏi của bà nội nhưng anh gạt ngay bà ơi sao bà lại nói như vậy được chứ cháu trai của bà không có cái tính đó đâu Bà thấy cháu về muộn Là bắt đầu suy nghĩ linh tinh đấy à Bà nhìn cháu là bà biết Cháu lại giống bố cháu ngày xưa rồi Kiên nạ à, Hãy nghe bà chấm dứt với con đó đi Nó biết cháu có vợ rồi Mà vẫn đâm đầu vào Thì nó chỉ là cái loại không ra gì thôi cháu ạ à? Kiên một mực chối cãi Bà mà nói linh tinh như vậy nữa Thì cháu giận bà luôn đấy Mà bà cũng biết là vợ cháu đang mang thai Bà nói cháu vậy để vợ cháu nghe thấy Nó buồn nó suy nghĩ đấy bà ạ à. Thế nên mọi chuyện chấm dứt tại đây đi Cháu đau đầu lắm rồi Kiên nói to để át lời bà nội đi thôi Chứ trong lòng anh bắt đầu cuộn sóng Bà nội vì lo lắng cho tôi Nên bà quyết định đi tìm hiểu mọi chuyện Nhưng bà già rồi Và bà chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả 8 giờ tối Bà nội bê cốc sữa lên phòng tôi Cháu yêu Bà lại pha sữa à Ngấy lắm cháu không uống đâu Thôi cháu cố gắng uống đi Uống để con có chất Nào cố uống đi cháu Tôi nhắm mắt nhắm mũi cô uống hết cốc sữa Tí thì nôn Bà vừa vút lưng cho tôi vừa hỏi Này cháu ơi Cái điện thoại của cháu có dễ sử dụng không cháu Dạ cũng dễ ạ à. Thế muốn mở máy thì mở thế nào Tôi nhìn bà nội cười Bà tính lên đời điện thoại thông minh à? Sao bà lại quan tâm mấy chuyện đó thế À đúng rồi Tại bà thấy mấy bà trong hội các cụ của bà Cứ xem người ta hát trong cái điện thoại to to Giống của cháu ấy Nên bà cũng muốn mua một cái Ái chà bà nội của cháu ăn chơi không sợ mưa rơi luôn đấy bà sợ gì thế muốn mở máy thì làm thế nào hả cháu đây bà vuốt lên một cái thế này là mở máy à thế à đâu bà vuốt thử cái xem nào tôi dạy bà nội mở khóa điện thoại thông minh mà hai bà cháu cứ cười khúc khích mẹ chồng tôi còn ngạc nhiên hỏi hai bà cháu có chuyện gì vui thế à à mẹ đang bảo cái quỳnh dạy mẹ mở khóa điện thoại đó mà con dâu cho mẹ tiền để mẹ mua một cái đi thì thoảng mẹ nghe nhạc cho đỡ buồn. Vâng à, thế để hôm nào con đưa mẹ đi mua nhé. Học cách mở điện thoại xong, bà nội đi về phòng rồi thở dài suy nghĩ. Mình sẽ lấy trộm điện thoại của thằng Kiên để tìm hiểu xem con đấy là con nào. Mấy ngày liền, bà nội cứ dình để lấy trộm điện thoại của Kiên nhưng không lấy được. Từ khi cặp bồ, Kiên lại càng cẩn thận hơn. Điện thoại lúc nào Kiên cũng mang theo bên người ngay cả khi lúc tắm buổi sáng Kiên vừa nghe điện thoại nên anh để điện thoại ở trên bàn và ra ngoài lấy cám cho mấy con chim ăn. Lần này sợ dĩ Kiên chủ quan là vì vợ Kiên đã đi làm rồi nên ở nhà chỉ có bà nội nên Kiên mới để điện thoại ở đó. Bà nội nhìn thấy thì ngay lập tức cầm cái điện thoại của Kiên giấu vào trong người và đi ra ngoài sân. Kiên thấy bà đi liền hỏi. Mới sáng mà bà đi đâu thế à? Cháu lát đi làm, cài cửa để đó cho bà nhá. Bà đi chợ mua ít đồ đây. Dạ vâng ạ, à. hay để cháu chở bà đi Thôi thôi, bà còn đi nhiều chỗ mà Cháu cứ đi làm đi nhá Vâng ạ à. Bà nội vội vàng đi thật nhanh Để tránh Kiên phát hiện việc bà lấy trộm điện thoại Kiên cho chim ăn xong Anh còn lấy nước tưới hoa một lúc Xong anh mới vào thay quần áo và đi làm Kiên đi xuống nhà thì không thấy điện thoại của mình đâu cả Ô lại nhỉ Mình để điện thoại ở đây mà Sao giờ không thấy Kiên tìm đi tìm lại mấy vòng Nhưng không thấy đâu cả anh vò đầu bứt tai lo lắng Không lẽ có trộm vào nhà ư Không đúng Ví tiền của mình vẫn còn nguyên mà Nếu là trộm thì nó đã lấy luôn cái ví của mình rồi chứ Trời đất rốt cuộc là mình để đâu được nhỉ Kiên tìm mãi không thấy Nhìn đồng hồ sắp tới giờ đi làm Nên anh vội vã đi làm luôn Bà nội sang nhà con gái Nhờ cháu gái xem hộ Cháu xem hộ bà xem Anh Kiên có nhắn tin với ai không hộ bà với Nó lướt một hồi rồi nói ở một tin nhắn không thấy gì nhưng trong Zalo anh ấy có nhắn tin với hai người bà. Nó nhắn tin với hai người á? Cháu đọc cho bà nghe xem nào. Dạ vâng ạ. À. Tin thứ nhất là nhắn với anh quản lý. Thôi, tin đấy không cần đọc. Cháu đọc tin kia bà xem nào. Tin này là anh Kiên nhắn tin với một người tên là Ngọc ạ. À. Ngọc nào nhỉ? Cháu đọc xem nào. Dạ. Ngọc ơi, tắm chưa? Anh chuẩn bị về với em rồi đây. Em ăn gì anh mua. Em không thích ăn gì cả Em chỉ thích ăn anh thôi Ồ sao bà nghe không hiểu gì hết vậy Thịt người sao ăn được chứ Đứa cháu ngoại cười canh khách Từ nóng đó bà ơi Anh Kiên và cái chị Ngọc này Nhắn tin yêu đương đó bà ạ Cháu chắc chắn là anh ấy đang cặp với chị Ngọc này rồi Rồi đứa cháu ngồi đọc Một loạt tin nhắn tình cảm của Kiên và Ngọc Cho bà nội nghe Bà nội bực lắm gắt ôm um lên Thằng Kiên này láo thật đấy Tối nay về biết tay bà mà cháu xem có tìm được địa chỉ của con đấy không Bà muốn gặp nó Cho nó một trận Làm người tử tế không muốn làm Lại muốn làm đĩ Không tìm được địa chỉ à Nhưng cháu có cách này để gặp được chị ta Bà cũng muốn gặp thì để cháu giúp bà à Thế cháu giúp bằng cách nào đây Giờ cháu sẽ nhắn tin cho nó Giả vờ là anh Kiên Rồi hẹn nó ra quán nước gặp mặt Nó sẽ mò ra Và bà xông vào đánh nó một trận là xong Được đấy Cháu thử nhắn tin cho nó xem thế nào đi rồi hai bà cháu ngồi tính kế lừa Ngọc Đưa cháu của bà nội bắt đầu nhắn tin Em ơi Ngay lập tức Ngọc trả lời luôn Dạ em đây Em rảnh không? Mình đi mua đồ đi Ồ thế hôm nay anh không đi làm à? Anh đang ở cơ quan Làm nốt ít việc Rồi anh về mà Hay em qua quán cà phê ở gần chỗ anh làm đi Ngay lập tức Ngọc vỏi vĩnh Thế em đi cùng anh Anh có mua gì cho em không? Có chứ Thế em thích mua gì nào? Em thích đồng hồ Anh cho em tiền mua nhá có 12 triệu thôi à Được, thế em đi mua đồ cùng anh Rồi anh chờ em đi mua đồng hồ luôn nhé Dạ vâng ạ à. Vậy em qua quán cà phê Ở cổng công ty anh chờ nhé Ok em Em qua đi nhé, anh sắp xong rồi đấy Thế là bà nội và đứa cháu gái đã lừa được Ngọc Thế là ok rồi đấy bà à Bây giờ cháu chở bà qua đó nhé Bà chuẩn bị đồ nghề đi đánh ghen chưa Đồ nghề ư Thế bà phải chuẩn bị gì bây giờ Giao kéo ớt mà bà muốn sửa con đó bằng cách nào Thì bà chuẩn bị thư đó Bà nội cầm cái kéo theo Bà mà bắt được nó Bà cắt cụt tóc Mà đánh cho nó một trận tơi bời Mà cháu nói nó tên Ngọc Ư Dạ vâng ạ à. Không lẽ là cái con người yêu cũ của thằng Kiên nhỉ Ngày trước bà nghe thằng Kiên kể Nó có một đứa người yêu tên là Ngọc Xong nó đi nước ngoài Nên hai đứa chia tay Không lẽ là con đó Ư Cháu không biết Cứ phải gặp mặt mới biết được bà Ừ chúng ta đi thôi bà muốn xem mặt con đấy chờ chẹn lên mức nào cô cháu gái chờ bà nội đó đi bà ơi mình có gọi điện cho chị quỳnh biết không ạ thôi cháu ạ à, cái quỳnh đang mang thai bà không muốn nó phải suy nghĩ nhiều đâu việc này cứ để bà giải quyết hộ nó cũng được cháu nhớ giữ mồm giữ miệng đừng để chị quỳnh biết nhé vâng ạ à, tại cháu nghĩ đi đánh ghen thì càng đông càng có lợi mà Giờ có mỗi hai bà cháu mình có sợ không bà không sợ đâu đừng thấy bà già mà coi thường bà gừng càng già càng cay đấy cháu ạ à. Nhưng mà có mỗi hai bà cháu mình đi Nên cháu thấy lo lo bà ạ à. Cháu đừng có sợ Cứ để bà xử nó cho Cháu không phải mó tay vào đâu Dạ bà Ngọc khí hưởng lắm Cô ta vội vàng thay đồ Rồi bắt taxi tới quán cà phê để đợi kiên Đưa cháu gái lái xe chờ bà nội tới Bà ơi tới rồi ạ à? Bà nội xuống xe và nhòm vào Cháu tinh mắt cháu nhìn xem Con đấy tới chưa Dạ nó tới rồi nó chính là cái con mặc váy màu đỏ hờ ngực kia kìa Cháu chắc chắn là nó chưa Dạ chắc Nhìn nó giống y chang trong ảnh mà Chụp cái nào cũng khoe ngực ra Như vậy đấy Nhưng để cho chắc thì bà cứ vào hỏi xem Chuẩn không đã Nhậu đến ghen nhầm thì lại mất vui bà ạ à. Bà biết rồi thôi vào đi Cháu sợ lắm cháu không vào đâu Thế cháu ở ngoài chờ nhá Đưa cháu đứng nấp ở ngoài Còn bà nội thì đi thẳng vào chỗ Ngọc Ngọc ngạc nhiên cô ta nhận ra bà nội của Kiên Cô cười gượng bà sao bà lại tới đây à bà nội nói giọng tỉnh bơ thế bà không được tới đây sao vậy là bà tới tìm cháu ư đúng vậy có nghĩa là người nhắn tin cho cháu là bà ư vậy kiên đâu rồi bà nội ngồi xuống cầm cốc nước cam của ngọc rồi uống hết một hơi thằng kiên nó để điện thoại ở nhà nên bà lấy điện thoại và nhắn tin cho cháu đấy chứ thằng kiên nó đâu có biết gì đâu ngọc bắt đầu thấy sợ dần cô ta cười gượng gạo à ra là vậy thế bà tìm cháu có việc gì không ạ à? bà nội liền gọi đứa nhân viên làm cho bà ly cà phê nóng nhá rồi bà quay ra bảo ngọc cháu cứ bình tĩnh bà uống cà phê xong bà với cháu sẽ nói chuyện thời gian còn nhiều mà cháu nóng vội làm gì nhưng mà cháu bận nếu không có việc gì quan trọng thì cháu xin phép về trước ạ à? đứng lại bà còn chưa nói chuyện mà ngọc lấy điện thoại ra định gọi người giúp đỡ nhưng bà nội đã nhanh tay giật cái điện thoại của Ngọc và đập mạnh xuống đất, chiếc điện thoại đời mới nhất vỡ tan, Ngọc rú lên. "Bà, sao bà đập điện thoại của cháu? Bà có biết bà đập đi bao nhiêu tiền không hả?" À? "Cái mặt cháu, bà còn đập, nói gì cái điện thoại, cháu thích to tiếng đúng không? Hay để bà nói cho tất cả mọi người biết, là cháu đi cặp bồ, cháu giật chồng của người khác." Ngọc vô cùng tức giận, cô ta hùng hổ lên. "Này bà già, Bà nói cho cẩn thận nhá Bà bảo ai là giật chồng người khác hả Bà nói gì thì cũng phải có bằng chứng Được thôi Cháu cần bằng chứng đúng không Vậy bà sẽ ra quán Và photo tất cả những tin nhắn về ngành của cháu và thằng Kiên Rồi bà sẽ đi phát tờ rơi cho cả cái tỉnh này biết Đủ trơ chẽn Biết nó có vợ rồi Vẫn cứ đâm đầu vào Làm người tử tế không thích Lại còn thích đi cặp bồ Cái đồ rẻ rách Cháu sẽ kiện bà cái tội vu khống đấy Bà muốn đi tù đúng không cháu kiện đi kiện đi để cho cả nước này biết cháu là đứa giật chồng người khác có giỏi thì cháu kiện đi kiện hộ bà với ngọc không muốn mọi người biết chuyện nên cô ta đứng dậy cháu về đây bà muốn nói gì thì bà về mà nói với anh kiên ấy đừng nói cháu làm gì cả bởi vì nếu kiên không chủ động thì cháu có dụ được anh ấy không bà hiểu lời cháu nói chứ tất nhiên là bà sẽ tính sổ với thằng kiên rồi nhưng trước tiên bà phải tính sổ với cháu trước đã Bà định làm gì hả? Bà nội cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt Ngọc. Còn danh con đã giật chồng người khác, lại còn to mồm này, này thì to mồm này. Ngọc hoảng quá kêu ẩm ĩ lên, cô ta vội vàng lấy giấy lau mặt, thì bà nội túm luôn cái váy của Ngọc và kéo cắt dây áo. Một bên dây áo bị cắt đứt, Ngọc cuống lên giữ dây áo và kêu toáng lên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hai đứa nhân viên còn ít tuổi, chỉ đứng nhìn chứ không dám ra can quán cà phê lúc đó lại không có khách nên không có ai cứu Ngọc cả. Bà nội túm lấy váy của Ngọc, cô ta lồng lên bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã vì cái tội cô ta đi quốc quá cao. Cô ta bị ngã vêu cả mồm, vội vàng bỏ dậy bỏ chạy, bà nội cầm quốc của cô ta chạy đuổi theo. Đứa cháu đứng ở ngoài thấy Ngọc chạy ra, nó liền ngáng chân khiến Ngọc ngã nhào ra. Bà nội ném đôi quốc vào người Ngọc. Bà lên tiếng cảnh cáo. Sau lần này, thì chừa đi cháu nhá Ba cái tuổi xanh nứt mắt ra Học đòi giật chồng người khác Nhớ chưa hả Đứa cháu gái thấy bà nội đập ngọc Nó đứng cổ vũ nhiệt tình Hay lắm bà nội ạ, à, hay lắm Sau đó ông bảo vệ ra can Thì Ngọc mới thoát khỏi trận đòn của bà Lúc này nhìn quần áo cô ta sọc sạch Mà ai cũng thấy buồn cười Có người thấy Ngọc bị như vậy Thì trêu bà nội Khiếp Sao bà đuổi đánh người ta ghê thế? Sao bà khỏe quá vậy? Bà nội phủi tay mỉm cười. Phải, tôi già thật đấy, 80 tuổi rồi. Nhưng cỡ những loại như nó, tôi chấp ba nhá. Đừng thấy già mà coi thường. Tôi nói cho ông biết này, tôi một mình ấy còn thì được cả một con bò to đấy. Cỡ như nó, làm gì có cửa mà đấu lại tôi. Bác bảo vệ cười đùa. Thôi bà ạ, già rồi giữ sức khỏe cho con cháu đỡ lo lắng mắng non như thế là được rồi tới lúc đó chú bảo vệ mới đi ra nói ngọc thôi về nhà đi cháu lần sau đừng như vậy nữa người đẹp thiếu gì người yêu mà phải đi yêu cái người đã có vợ chứ đưa cháu gái chở bà nội về vừa đi nó vừa hỏi bà ơi bà có mệt không con mua cho bà cốc nước mía nhá bà mệt quá nói thật chứ đánh ghen xong mệt quá mày dừng lại mua cho bà cốc nước mía đi con bà bà ơi bà làm như vậy có sợ nó nói với anh kiên không bà? bà không sợ tối nay về bà tính sổ với thằng kiên tiếp bà nội ngầu quá đi thấy bà xử lý nó như thế mà cháu hà lòng hả dạ quá bà ạ đấy cháu thấy chưa đừng tưởng bà già mà bà không làm gì được bà hơn nó gần 60 năm ánh sáng đấy nó tuổi gì mà vượt mặt được bà chiều hôm đó kiên về sớm vừa về tới nhà kiên chạy thẳng vào bếp hỏi bà nội bà ơi Bà có thấy cái điện thoại của cháu để ở nhà không ạ? À? Có, trong nhà vệ sinh ý Kiên mừng rỡ chạy vào nhà vệ sinh Thì thấy cái điện thoại của mình nằm trong bồn cầu ngâm nước từ bao giờ Anh hốt hoảng thò tay vào lấy điện thoại ra Trời ơi, điện thoại của mình Kiên cầm cái điện thoại ra ngoài hỏi bà nội Bà ơi, sao cái điện thoại của cháu lại ở trong bồn cầu vậy? Là bà vứt vào đấy Kiên trợn mắt lên nhìn bà nội Tại sao vậy? Cháu mới mua gần 40 triệu đấy điện thoại iphone đời mới mà bà không quan tâm bà vứt vào đấy lâu chưa à từ trưa rồi hỏng rồi không sửa được đâu kiên nhìn cái điện thoại hỏng anh tiếc đứt ruột anh gắt lên tại sao bà lại làm thế tại vì sao à cháu lại gần đây bà nói cho bà nghe này kiên đi lại gần thì bà nội cầm cái chảo đập vào đầu kiên cái thằng cháu mắt dậy này có vợ rồi mà còn đi lòng thòng với con ngọc Hôm nay bà phải cho cháu một trận, cho cháu chùa đi. Kiên bị bà đập cái chảo vào đầu. Anh hoàng quá chạy ra ngoài. Bà bình tĩnh nghe cháu nói đã. Cháu và ngọc không có gì đâu bà ơi. Bà nghe cháu nói đã nào. Cháu nghĩ cháu qua mặt được bà sao? Cháu nhầm to rồi đấy. Từ nay cháu mà còn như vậy một lần nữa, thì đừng có trách bà ác. Kiên bị bà nội cầm chảo đuổi quanh nhà. Tôi đi làm về thấy bà nội đang ngồi xem tivi ở phòng khách, còn kiên thì đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp chán để sưng u như quả ổi tôi vội hỏi anh kiên chán anh bị làm sao thế kiên ấp úng trả lời à anh bị ngã không sao đâu em ạ à. thế anh nghỉ đi để em nấu cơm cho ạ à? thôi để anh nấu cũng được mà em đi tắm đi tôi thấy ngạc nhiên quá từ ngày cưới tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy kiên vào bếp nấu cơm thôi anh nghỉ đi để em nấu cơm cho anh đang bị thương mà bà nội ở trên nhà gọi quỳnh ơi lên đây bà bảo Tôi đi lên khẽ hỏi bà Bà ơi, sao hôm nay chồng cháu lại vào bếp nấu cơm thế ạ? À? Bà nội nhìn tôi cười Nó đang bị nghiệp quật đấy cháu à Vậy nên từ bây giờ Việc nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà Cứ để nó làm hết đi Ôi oh, nhưng mà Không nhưng gì hết Cháu ăn hồng xiêm đi, ngọt lắm Tôi chưa kịp hỏi Thì bà đã ăn miếng hồng xiêm vào miệng tôi rồi Kiên nấu cơm dưới bếp rất ngoan Và không phản kháng một câu gì Tôi tí lạ nên tối hôm đó đi ngủ Tôi nhẹ nhàng hỏi chồng Anh à, anh làm gì có lỗi với bà nội à Mà bị bà phạt vậy Kiên vội nói luôn À không có gì đâu Thì bây giờ em mang thai mệt mỏi rồi Nên anh muốn chia sẻ việc nhà với em Để em đỡ vất vả thôi Chứ không có chuyện gì đâu em à Có thật không ạ? À? Thật mà Tôi cười rồi lấy trứng gà trường cho chồng Khiếp, anh ngã kiểu gì Mà chán sưng to như quả ổi thế này Anh không sao đâu Mai kia khỏi ngay mà Em đừng lo nhá Tôi không thấy chồng nghịch điện thoại Nên hỏi Thế điện thoại của anh đâu rồi À anh không may làm rơi điện thoại vào bồn cầu rồi Để mai anh mang đi sửa Xem có sửa được không Trời à sao anh hậu đậu thế Làm rơi vào bồn cầu mới kinh chứ Anh đang não hết cả lòng đây Em đừng nói nữa có được không Vâng thế để mai em mua cho anh cái điện thoại khác nhá Thôi để mấy hôm nữa Anh lấy lương anh mua cũng được Ngày hôm sau Kiên đi làm Anh mượn điện thoại của anh làm cùng Rồi gọi cho Ngọc Ngọc à, anh Kiên đây Ngọc nghe thấy tiếng Kiên Thì cô ta ỏa lên khóc Anh Kiên à, sao bây giờ anh mới gọi cho em hả Em bị bà nội anh đánh cho sắp chết rồi đây này Em nói cái gì cơ Bà nội anh đánh em á Vâng, sao bây giờ anh mới gọi cho em hả Đổ vô tâm Thì tại anh không có điện thoại mà Điện thoại của anh bị bà nội vứt vào bồn cầu hỏng rồi Em không biết đâu, em bắt đèn anh đây thôi em đừng khóc nữa bây giờ anh sang với em nhé kiên vội vàng xin nghỉ và đi sang nhà ngọc nhìn thấy ngọc mặt tím bầm chân tay thì sứt sẹo bà nội quá đáng thật đấy ngọc em có đau lắm không có à em đau lắm toàn thân đau nhức không chịu nổi nữa anh ạ à. kiên ôm người yêu dỗ dành anh xin lỗi nhá anh xin lỗi em nhiều lắm em buồn lắm anh ạ à. em có bắt anh phải bỏ vợ để lấy em đâu mà em lại bị bà đánh như vậy sao ông trời lại bất công với em vậy chứ anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em, đừng khóc nữa, sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh bù đắp cho em thế nào đây? Em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Em muốn ăn gì, anh sẽ đưa em đi." Ngọc thở dài rồi nói, "Nếu em nói muốn làm vợ anh thì anh có thể cho em danh phận đó không?" Kiên ngập ngừng nói, "Chuyện đó anh sợ là không được ấy." "Tại sao ạ?" À? "Vì anh có vợ rồi mà, thì anh bỏ cô ta đi rồi cưới em?" nhưng quỳnh đang mang thai và quỳnh không làm gì sai cả giờ tự dưng anh bỏ quỳnh thì lại vô lý quá tưởng gì chứ anh cứ bỏ cô ta đi sau này em sẽ đẻ cho anh năm đứa con luôn nhưng phải có lý do gì tự dưng bỏ vợ sao thì hết yêu thì chia tay thôi có gì đâu mà anh phải suy nghĩ chứ hay là anh vẫn còn yêu cô ta thôi cứ để từ từ rồi anh tính anh tính nhanh đi em đang nghi em có thai đấy cái gì em có thai á vâng Em chậm kinh 5 ngày rồi Nhưng vì mặt mũi thế này Nên em chưa đi mua que thử được Hay anh ra hiệu thuốc mua que thử thai cho em đi Kiên vội vàng đi mua que thử thai về cho Ngọc Thử kết quả hai vạch rõ ràng Khiến Kiên lo lắng Chết rồi em có thai thật ư Rõ ràng vậy mà anh còn hỏi á Anh tính nhanh nhanh đi Không tới lúc bụng em to Lại không mặc vừa váy cưới đâu Kiên gãi đầu gãi tay Sao nhạy thế nhỉ Chúng ta mới ngủ với nhau có mấy lần thôi mà anh ăn nằm với em cả tháng nay rồi Nên em có thai là chuyện bình thường mà Dám làm mà không dám chịu à Anh đã dặn em uống thuốc tránh thai mà Tình em hay quên Sao anh không nhắc em chứ Trong lúc Kiên dối trí không biết phải làm thế nào Thì video Kiên và Ngọc Ở trong nhà vệ sinh bị tung lên mạng Và được mọi người chia sẻ rầm rộ Kiên đang ngồi làm việc Anh bạn cùng phòng chạy lại nói Kiên à Có phải mày đây không Kiên nhỏ vào điện thoại và giật mình hốt hoảng khi nhận ra mình chính là nam chính trong đoạn video dài 12 phút đấy. Không thể nào. Tao hỏi là có phải mày đây không? Kiên ngồi run lên bẩn bật, anh bạn vỗ vai Kiên. Mày giỏi hơn tao nghĩ đấy, vợ mày có biết chuyện này không? Kiên ngồi như chết lặng, mặt tái lại, miệng cứng không nói được câu gì. Tôi ngồi làm việc, cứ thấy mọi người xì xào bàn tán, rồi lại liếc mắt nhìn sang tôi, tôi mới quay lại hỏi có chuyện gì sao mấy chị lạ thế chị hoa thở dài rồi hỏi tôi chồng em tệ như vậy à bây giờ bọn chị mới biết đấy số em khổ rồi Tương ngạc nhiên hỏi lại sao chị lại nói vậy chồng em bình thường mà ô thế em chưa biết gì à em vào mạng mà xem đi tôi thấy khó hiểu quá nên mở điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều tin nhắn của bạn bè nhắn tin hỏi thăm họ còn gửi cả cái video đó cho tôi xem quỳnh ơi đây có phải chồng mày không thế Quỳnh ơi mày biết chuyện gì chưa Tao vừa thấy chồng mày trong video 12 phút đấy Tôi mở video ra xem Nhìn thấy chồng mình trong video đó Tôi sốc luôn Chuyện gì đang diễn ra vậy này Tôi đứng dậy và đi về nhà luôn lúc đó Về tới nhà Tôi thấy mẹ tôi và bà nội ngồi ở phòng khách Mặt buồn bã là tôi đã hiểu ra vấn đề rồi Bà nội liền đi ra kéo tay tôi Quỳnh đấy à Ngồi xuống bà bảo chuyện này Kiên đâu? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy. Thằng Kiên nó chưa về. Nhưng bà nghĩ thằng Kiên nó bị gải bẫy cháu à? Chắc chắn là nó bị con kia gải bẫy cháu ơi. Tôi thở dài nói. Video đó sắc nét rõ ràng như vậy. Cháu có thấy anh ấy có dấu hiệu gì là bị gải bẫy đâu à? Bà nội và mẹ chồng hết lòng khuyên tôi, động viên tôi. Mẹ chồng tôi nói. Mẹ không bao giờ chấp nhận cái con đó đâu. Mẹ chỉ có một đứa con dâu duy nhất là con thôi Quỳnh ạ. À. Bà nội vừa khóc vừa nói, "Cháu Bình Tĩnh đã, để bà và mẹ cháu khuyên can thằng Kiên, nó nhất thời bị con đó mê hoặc thôi cháu ạ, à. rồi nó sẽ hiểu ra thôi, cháu Bình Tĩnh và cho thằng Kiên một cơ hội sửa sai nha." Tôi ngồi lặng lẽ khóc, tôi sốc lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Tôi sốc lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Người chồng mà tôi tin tưởng lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, thật là xót xa, xa. Tối hôm đó, Kiên về rất muộn, cả nhà ngồi đợi anh về. Kiên thấy mọi người ngồi đợi mình, anh không giải thích gì cả mà đi thẳng vào phòng bà nội quát to. Thằng Kiên đi ra đây. Kiên đi ra và ngồi xuống. Con đây. Bà nội tắt thẳng vào mặt Kiên và quát. Mày đã biết tội của mày chưa hả? Kiên im lặng. Tôi ngồi đó, nước mắt cứ chảy dài ra, kiên không dám nhìn tôi mẹ chồng tôi nói giọng nghiêm khắc bây giờ con hãy chọn đi một là gia đình hai là con đấy kiên thở dài và nói con biết là con sai rồi nhưng con xin lỗi mọi người lúc này con không thể bỏ rơi ngọc được ạ à? mẹ chồng tôi thức quá cầm cái cốc ném thẳng vào đầu kiên thẳng khốn nạn mày vì một đứa không ra gì mà quyết định bỏ gia đình mày sao con xin lỗi con nói rồi lúc này con không thể bỏ rơi cô ấy được ạ à? thế còn vợ mày thì sao nó sắp sinh con cho mày đấy mày đối xử với nó như vậy à ngọc cũng đang mang thai con không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy con xin lỗi tôi ngồi ở đó như chết lặng trước những câu nói đau lòng của kiên đêm hôm đó cả nhà tôi không ai ngủ được bà nội và mẹ chồng tôi cứ ngồi nói chuyện cho kiên hiểu về vấn đề và chấm dứt với cô gái kia để quay về với vợ con với gia đình nhưng kiên chỉ ngồi hút thuốc và không nói gì cả. tôi nằm trong phòng khóc ướt cả gối. sáng hôm sau mặc cho mọi người khuyên can thì quyên vẫn quyết định dọn quần áo sang nhà ngọc ở. nhìn kiên dọn quần áo vào vali, tôi lau nước mắt rồi hỏi: anh quyết định rồi à? ừ, chúng ta ly hôn là giải pháp tốt nhất bây giờ đấy. em đã làm gì sai với anh? em không làm gì sai cả, là do anh sai thôi em. Anh biết mình sai Sao anh không quay đầu lại chứ Anh nói rồi Giờ Ngọc đang mang thai Nên anh không thể bỏ mặc cô ấy được Còn em và con thì sao Em còn có bố mẹ em Có mẹ anh và bà nội yêu thương em Nhưng ở đây Ngọc chỉ có một mình anh thôi Ngoài anh ra Ngọc không biết dựa dẫm vào ai cả Thế nên anh không thể bỏ mặc cô ấy được Tôi vừa khóc vừa cười Cây đắng thật đấy Anh xin lỗi em Nhưng anh không còn cách nào khác chúng ta ly hôn đi được ly hôn đi em sẽ để anh được tự do để đến với cô ta cảm ơn em tôi thở dài nhìn kiên kéo vali quần áo đi ra ngoài bà nội và mẹ chồng tôi cứ giữ kiên lại nhưng kiên không ở lại tôi đi ra bảo với mọi người bà với mẹ đã anh ấy đi đi à bà nội cứ giữ chặt cái vali của kiên không bà không cho phép cháu cháu không được đi đâu hết thôi bà để anh ấy đi đi chúng ta không thể giữ anh ấy lại được đâu để anh ấy đi đi bà ạ à. người ta nói tỉnh cũ không rủ cũng tới đúng là không sai tí nào kiên đã quyết định bỏ vợ bỏ gia đình để chạy theo tiếng gọi của con tim tôi mệt mỏi nên nghỉ thai sản trước một tháng để về nhà ngoại chơi một thời gian đơn ly hôn tôi cũng ký rồi và chỉ đợi ngày ra tòa thôi cuộc sống này mệt mỏi thật kiên dọn sang nhà ngọc ở đã tròn một tháng Sáng anh đang chuẩn bị đi làm thì có cô tự bấm chuông cửa kiên ra mở cô tìm ai ạ à? tìm con ngọc chứ tìm ai cậu là bạn trai của ngọc đấy à vâng ạ à, có chuyện gì vậy không cô sang lấy tiền nhà nợ hai tháng rồi tính không trả đấy à kiên sững sờ cả tháng nay ở đây anh cứ tưởng đây là nhà riêng của ngọc ô ngọc thuê nhà ư cháu tưởng đây là nhà riêng của ngọc chứ nó làm gì có nhà Nó thuê nhà của tao mà Thôi trả tiền nhà cho tao đi Nói nhiều mất thời gian lắm Thuê tất cả là bao nhiêu ạ à? Hai tháng là hai mươi triệu Kiên giật mình Hai mươi triệu ư Ô hay Thuê nhà hai tầng mặt đường đầy đủ Tiện nghi như thế này Với giá mười triệu một tháng Là quá rẻ rồi đấy Nếu thuê đắt quá Thì thanh toán tiền Rồi biến ra nhà trọ mà thuê Tháng nào cũng chậm tiền nhà Đi đòi mệt cả người Tao cũng chán chúng mày lắm rồi đấy Kiên vào nhà gọi Ngọc Em ơi, người ta tới đòi tiền nhà kìa Anh cứ bảo là giờ chưa có Vài hôm nữa có rồi trả sau Họ nói khó nghe lắm Em ra trả tiền cho người ta đi Em hết tiền rồi Còn có 2 triệu thôi Hay anh cứ ứng ra đi Không còn cách nào khác Kiên liền chuyển khoản cho cô chủ nhà 20 triệu Và đó cũng là những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của Kiên Bởi vì Ngọc không đi làm gì cả Nên Kiên phải nuôi cô mà cách tiêu tiền của cô thì khiến kiên đi làm cả tháng cũng không đủ được một tháng sau nữa tôi vào viện sinh con hôm đó có bà nội và mẹ chồng và bố mẹ đẻ đưa tôi đi viện còn có các anh có bạn bè tôi có đông đủ mọi người chỉ thiếu kiên chắc anh ấy cũng không biết là hôm nay là ngày con trai anh ấy chào đời đâu vì anh ấy đang bận chăm sóc cho ngọc mà con trai tôi chào đời trước sự vui mừng hạnh phúc của tất cả mọi người tôi cũng dễ sinh nên cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Bà nội chồng cứ bế thẳng chắt mãi, không muốn về. Nhìn con nhà người ta có bố vũ về, còn con mình thì không có. Tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng số phận đã như vậy rồi thì tôi biết phải làm sao. Kiên đi làm, anh nhìn lịch mới chợt nhớ ra. Giờ sang tháng 10 rồi sao? Tháng 10 là Quỳnh sinh con mà. Kiên ngồi thở dài, anh bạn quay sang hỏi. Kiên, Mày đang nghĩ gì mà mặt buồn thế Tao hỏi mày chuyện này được không Ừ hỏi đi Bây giờ tao có thể đi thăm Quỳnh được không Tao nghĩ cô ấy sinh con rồi mày à Quỳnh sinh con rồi Thì tao nghĩ mày nên đi thăm mẹ con cô ấy đi Vợ chồng hết duyên thì thôi Nhưng còn con cái Sao có thể bỏ được chứ Ừ tao biết rồi Tới chiều Kiên xin về sớm để đi về nhà Vừa thấy Kiên về Bà nội đã chửi Thằng chết dẫm kia mày về đây làm gì bà ơi quỳnh sinh chưa à nó sinh rồi con trai ba cân tám mày hỏi làm gì cháu muốn lên thăm thằng bé thôi dẹp đi gặp làm cái gì nữa mày về và chăm sóc cái con trời đánh kia đi tao cầu mong nó mang thai với thằng khác cho mày đổ vỏ cho đáng cái thân mày kìa bà sao bà nặng lời thế ngọc cũng đang mang thai đứa chất của bà mà tao chỉ có một thằng chất do cái quỳnh đẻ ra thôi còn những đứa khác mà vác mặt về đây là tao đuổi đấy giờ thì mày biến đi tao cũng chẳng cần cái loại cháu như mày đâu biến ngay cho khuất mắt tao đi lộn cả ruột với cái loại mày bị bà nội đuổi thẳng nhưng kiên vẫn quyết tâm lên thành phố thăm quỳnh và con trai kiên vào cửa hàng quần áo trẻ em anh mua năm bộ quần áo rồi đi lên thành phố thăm con kiên thấy cửa cổng không khóa nên anh đi vào nhà tôi đang ngồi bế con ở phòng khách thấy kiên đi vào tôi ngạc nhiên là anh sao? Kiên gật đầu. Anh tới thăm con. Em và con khỏe không? Cảm ơn mẹ con tôi vẫn khỏe. Anh mua cho con mấy bộ quần áo. Em cho anh bế con một lát được không? Tôi thở dài rồi nói. Thôi được, đây anh bế con đi. Kiên bế con trai, nhìn con giống mình y đúc. Anh rơi nước mắt. Em chịu khó ăn uống, để nhiều sữa cho con nhé. Tôi biết rồi, anh không phải lo đâu. Anh có lỗi với hai mẹ con nhiều lắm. Anh xin lỗi. Không cần phải xin lỗi đâu Tôi sẽ thay anh lo cho con Nên anh cứ yên tâm nhé Cảm ơn em Tôi vẫn cư xử với Kiên nhẹ nhàng Không to tiếng, không mắng chửi Tôi cũng không thể ngờ Tôi lại có thể bao dung với Kiên như vậy Kiên ngồi bế con trai một lúc Thì mẹ tôi đi trở về Kiên ngại nên đứng dậy ra về Lúc về thì Kiên cứ lưu luyến không muốn về Tôi thở dài Hy vọng anh ta hạnh phúc với sự lựa chọn của mình những ngày bình yên của Kiên và Ngọc bắt đầu kết thúc. Khi Ngọc mang thai ở tháng thứ ba thì số tiền tiết kiệm của Kiên cũng hết sạch. Mỗi tháng lại thêm 10 triệu tiền thuê nhà khiến Kiên lao đau. Vừa lấy lương về một cái, tiền nhà, tiền ăn, tiền mua đồ ăn tầm bổ cho Ngọc cũng không đủ chi tiêu. Cả Kiên và Ngọc bắt đầu căng thẳng và khó chịu với nhau. Kiên đang nấu cơm thì Ngọc ướn ẹo đi ra Anh, mình đi ăn lẩu hải sản đi, em thèm lẩu quá. Thôi, anh nấu cơm rồi, mình ở nhà ăn cơm đi. Nhưng em thèm lẩu, em không muốn ăn cơm đâu. Giờ chúng ta đang khó khăn, chúng ta phải tiết kiệm để dành tiền cho con nữa chứ. Anh mua thịt kho rồi này. Em không muốn ăn cơm đâu, em muốn ăn lẩu hải sản cơ. Em muốn ăn cua, em muốn ăn tôm. Thôi, để khi khác nha. Với lại, anh cũng sắp hết tiền rồi, mình phải tiết kiệm chứ. Hết tiền? Anh làm gì mà hết tiền hả? Hay là anh mang tiền cho mẹ con con Quỳnh? kiền cao mày. Em lại bắt đầu rồi đấy. Từ lúc Quỳnh sinh con cho tới bây giờ, anh chưa cho mẹ con cô ấy một đồng nào đâu. Em đừng có nói anh như thế. Anh đừng tưởng lần trước anh lên thăm mẹ con nó mà em không biết nhá. Có phải hôm đó anh mang tiền lên cho nó đúng không? Em có thôi đi không hả? Hôm đó anh mới mua cho thằng bé được có mấy bộ quần áo thôi, chứ anh cũng không có tiền cho thằng bé đâu. Em thử tính mà xem, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền tiêu vặt của em nữa, em tính xem tiền lương anh có đủ không hả anh làm gì còn đồng nào mà mang lên cho mẹ con cô ấy nữa chứ em không nói tiền lương của anh mà em nói tiền tiết kiệm của anh ý tiền tiết kiệm của anh cũng rút ra để tiêu cho em hết cả rồi anh đau đầu lắm rồi dọn cơm ăn thôi ngọc gắt lên em không muốn ăn cơm em muốn đi ăn lẩu anh bó tay với em rồi đấy em thích thì em đi ăn một mình đi ngọc chìa tay ra được em sẽ đi một mình anh đưa tiền đây Đấy, trong ví của anh còn một triệu Em mang nốt đi mà ăn cho hết luôn đi Ngọc lấy ví của Kiên cầm nốt một triệu Rồi ra cổng với taxi đi ăn lẩu một mình Kiên dọn cơm ra ăn một mình Nước mắt anh chảo ra Anh nghẹn ứ cổ Không nuốt nổi cơm nữa Ngọc đi ăn uống tới 10 giờ mới về Kiên đi ngủ trước Cô cũng không quan tâm Ngọc lên giường nằm xếp điện thoại một lúc Rồi đi ngủ Kiên nằm nhưng không ngủ được Anh bắt đầu thấy ân hận vì sự lựa chọn sai lầm của mình. Tới ngày hôm sau, Kiên đi làm về, Ngọc thấy Kiên về không, cô ngạc nhiên hỏi. Anh không mua đồ ăn về nấu cơm mà. Anh còn có một triệu, thì hôm qua em cầm đi ăn lẩu hết rồi mà. Ngọc câu mày lại. Anh đùa em đấy à? Thế giờ anh định để em nhịn đói à? Hay như thế nào? Anh nói luôn đi. Anh hết tiền rồi mà, em không tin anh sao? Em không cần biết là anh hết tiền hay không, nhưng bây giờ em đang mang thai đứa con của anh thì anh phải có trách nhiệm nuôi em và con anh hiểu chưa hả tiền lương của anh đã tiêu hết cả rồi giờ em bảo anh phải làm sao đây hay em bảo bố mẹ gửi tiền sang đây đi em bảo rồi nhưng mẹ em giận em nên không gửi sang vậy nên anh phải tự lo đi em không thể làm gì được đâu kiên thở dài để anh gọi cho mẹ anh mượn tiền vậy kiên gọi điện về hỏi mẹ mượn tiền mặc dù giận con trai lắm nhưng có người mẹ nào bỏ được con mình chứ Dù không có nhiều tiền Nhưng bà vẫn cho Kiên mượn 3 triệu Để lấy tiền ăn qua ngày Kiên thấy mẹ buồn Anh lại càng xót xa hơn Thế nhưng Ngọc muốn ăn chơi đua đòi quen rồi Giờ có thai Cô phải ở nhà Dù Kiên lại nghèo không thể đáp ứng đủ tiền cho cô tiêu xài Nên cô bắt đầu chán dần Ngày Kiên đi làm Ngọc ở nhà chán quá Cô đi gặp đứa bạn thân thời đi học Nhìn đứa bạn ăn mặc sành điệu tay sách túi hàng hiệu Ngọc suy xoa Mày có túi xịn thế Cái này mày mua bao nhiêu tiền thế Cái này rẻ mà Có hơn 80 củ thôi Ở nhà ta còn cái túi hơn 200 củ đấy Trời ơi mày giàu thế Bạn trai tao mua tặng đấy Chứ tao làm gì có tiền đâu Mày sướng thế Có bạn trai giàu cũng thích nhỉ Ừ Thế còn mày Dạo này thế nào Sao tao thấy mày xanh sao thế Tao đang bầu bí nên vậy đấy Mày đang mang thai ư Mấy tháng rồi Ba tháng rồi Đổ ngu Chơi không muốn Lại đeo không vào cổ thế á Ừ lỡ rồi mà mày Thế bố nó là ai Là Kiên Mày nhớ không Mối tình đầu của tao ấy À tao nhớ rồi Thằng Kiên cận chứ gì Tao tưởng nó lấy vợ rồi mà Ừ Nhưng vì tao có thai Nên Kiên bỏ vợ Về sống với tao rồi Lâu chưa Hai tháng rồi Con ngu này Thằng Kiên nghèo thế Rồi lấy tiền đâu mà nuôi con Phụ nữ chúng mình thông minh thì phải biết chọn thằng nào khá khá một tí mà dựa dẫm chứ. Ngọc thở dài thườn thượt. Tao đang chán đây, mày đừng nói nữa được không? Tao nhìn bụng mày vẫn bé lắm, chưa lộ đâu. Nếu mày cảm thấy không chắc chắn, thì hãy bỏ đứa bé đi, tìm thằng nào giàu giàu mà yêu ngọc ạ. À. Ngọc ngập ngừng. Nhưng mà tao có thai 3 tháng rồi mà. Người ta 6 tháng, người ta còn bỏ đi kia kìa. Mày mới ba tháng, vẫn bé, sợ cái gì chứ? Liệu có ổn không? Tao thấy lo lắm. ổn mà. Nếu mày muốn sống cuộc sống nghèo khổ Thì cứ ở bên thằng Kiên Và để đứa bé lại mà nuôi Rồi cạp đất mà ăn Ngọc ạ à. Ngọc cứ ngồi phân vân, vân chưa biết làm thế nào Thì bạn trai của cô bạn tới Anh ta còn dẫn theo một người bạn nước ngoài đến Thế anh bạn nước ngoài kia Cứ nhìn Ngọc Cô bạn liền trêu Peter, anh có bạn gái chưa? Peter lắc đầu Anh chưa có, em xem có bạn giới thiệu cho anh đi Cô bạn cười tiếp mắt Đấy, em của cô bạn thân đang ngồi trước mặt anh đấy anh có ưng không? Để em giới thiệu ạ. À? Peter nhìn Ngọc gật đầu. Bạn em xinh quá, cho anh làm quen được không? Dạ em xin giới thiệu. Đây là Ngọc, bạn em, nó đang ế đấy ạ à? Từ lúc đó Peter cứ nhìn Ngọc, Ngọc cười e thẹn rồi lấy cái túi sách che đi cái bụng bầu đang lùm lùm của mình. Peter bắt đầu để ý tới Ngọc. Tới lúc về, anh lại chủ động muốn đưa Ngọc về. Ngọc thấy xe ô tô của Peter xịn quá, cô không nỡ từ chối. Peter chờ Ngọc về tới cổng, anh xin số điện thoại của Ngọc Ngọc vui vẻ cho số rồi đi vào nhà Ngày tối hôm đó vừa ăn cơm xong Kiên đang rửa bát dưới bếp Peter đã gọi cho Ngọc Cô vội chạy vào nhà tắm đóng cửa lại để nghe Alo Ngọc à anh Peter đây Vâng anh gọi em có chuyện gì không à Vì anh nhớ ánh mắt nhớ nụ cười của Ngọc đấy Ngọc làm trái tim anh lỗi nhịp rồi Anh chơi em đấy à Chúng ta mới gặp nhau một lúc thôi mà Mới gặp một lần nhưng ngọc đã đánh cắp trái tim anh rồi bây giờ anh phải làm sao hà ngọc em không biết ạ à? ngày mai ngọc sảnh không anh có thể mời ngọc đi ăn với anh không em không biết được có gì mai em nhắn tin nhé ok anh chờ tin nhắn của ngọc đấy ngọc tắt máy cô thở dài suy nghĩ giả dạ như kiên cũng giàu có như peter thì tốt nhỉ ngọc lên giường nằm cô nhắn tin cho cô bạn này peter vừa gọi điện cho tao đấy anh ấy muốn mời tao ngày mai đi ăn mày ạ à? cô bạn lập tức đẩy thuyền luôn. Thế thì triển luôn mày ơi, Peter giàu lắm đấy, yêu hắn mày cứ tiêu tiền thả ga nhá. Nhưng mà tao đang mang thai và đang sống cùng Kiên mà. Chỉ cần mày phá thai đi, đừng để Peter biết chuyện mày phá thai là được, còn chuyện mày sống chung với Kiên không vấn đề gì đâu, mấy thằng Tây nó thoáng lắm, nó không quan trọng quá khứ của bạn gái như mấy thằng Việt Nam đâu. Nhưng mà tao sợ lắm, tao sợ phá thai lắm, có đau không hả mày? Không đau đâu. Chỉ nhỏ như kiến cắn Một tẹo là xong Mày nghĩ đi Ở bên thằng Kiên nghèo kiết xác kia Dù cuộc đời mày sẽ ra sao hả Thế mai mày đưa tao đi phá thai nhá Tao sợ không dám đi một mình đâu Ok sáng mai tao qua đón Giờ ngủ đi Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Ừ tao biết rồi Kiên dọn dẹp xong Anh đi lên tới Ngọc chưa ngủ Anh hỏi Em chưa ngủ à Em chưa à Thế anh pha sữa cho em uống nhá Thôi em không uống đâu Buồn nôn lắm anh đi làm cả ngày mệt rồi Anh đi ngủ đi Ừ mấy nay nhiều việc anh mệt quá Nhưng không sao Anh cố gắng làm thêm để tiết kiệm tiền cho con chúng ta Ngọc cười gượng Rồi quay mặt vào tường Cô chẳng chọc mãi Có nên phá thai hay không Cứ ở với Kiên thế này Thì tới bao giờ mình mới khá lên được chứ Sáng hôm sau Khi Kiên vượt ra khỏi nhà Thì cô bạn của Ngọc tới Ngọc được bạn khuyên nhủ một cách tích cực Nên Ngọc đã quyết định đi phá thai sau một tiếng đồng hồ nằm đau đớn trong phòng phẫu thuật thì ngọc đã phá thai thành công cô bạn pha cho ngọc một cốc sữa nóng uống đi sẽ đỡ đau hơn đấy ngọc im lặng và uống hết cốc sữa cô bạn thấy ngọc buồn buồn thì động viên cố lên vì tương lai của mày ngọc ạ à. à peter vừa gọi điện cho tao bảo là tới cuối tháng này rủ mày đi chơi ở đà nẵng đấy đấy đại gia là phải thế mày hiểu không sắp tới cuối tháng rồi mà hôm đó tao đã khỏe hẳn chưa nhỉ Giờ mới làm xong Mày thấy đau nên thế thôi Ngày mai hết đau là lại nẹn ầm ầm luôn mà Nhưng từ bây giờ Mày phải uống thuốc tránh thai đấy Mua sẵn để trong túi Nẹn xong uống luôn Ừ tao biết rồi Ngay chiều hôm đó Ngọc đã đi ăn cùng Peter rồi Thấy Ngọc xanh sao Peter lo lắng hỏi Ngọc em ốm à Dạ em hơi mệt ạ à? Thế em đã uống thuốc chưa Nhìn em ốm mà anh thấy xót ruột quá Em không sao Mai là em khỏi ngay mà Peter lấy ví tiền ra đưa cho Ngọc 10 triệu. Hôm nay anh lại không mang nhiều tiền, em cầm tạm 10 triệu nhá. hôm nào anh đưa thêm cho. Ngọc thấy tiền là mắt sáng lên nhưng cô vẫn giả vờ từ chối. Thôi em không lấy đâu à. em vẫn còn tiền tiêu mà. Cầm đi, em cầm dưới một cái gì ngon ngon mà ăn, cầm đi không anh giận đấy. Ngọc gật đầu, giữ cất tiền vào túi, cô thầm nghĩ, đúng là người có tiền có khác, hào phóng thêm. Tối hôm đó vì không muốn kiên biết chuyện cô đi phá thai nên ngọc tới nhà bạn ngủ kiên không thấy ngọc về anh gọi điện thì cô bạn của ngọc nghe máy alo ai đấy cô ngọc có đó không ạ à? ngọc đang ngủ rồi có chuyện gì không anh kiên thấy tò mò nên hỏi thê cho mình hỏi bạn là bạn của ngọc à phải tôi là bạn của ngọc anh là kiên đúng không đúng rồi tại tự dưng ngọc lại sang nhà bạn ngủ nên tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi ạ à. này kiên Tôi nói thế này cho anh dễ hiểu luôn nhé Có chuyện gì sao Người đàn ông không có gì trong tay như anh Lấy gì để lo cho Ngọc chứ Tôi nghĩ anh và Ngọc nên chấm dứt đi Để cho Ngọc đỡ khổ anh kia nà Ngọc đâu tôi muốn nói chuyện với Ngọc Chuyện của tôi và Ngọc Thì để chúng tôi tự giải quyết với nhau Ngọc ngủ rồi Và Ngọc cũng không muốn nói chuyện với anh đâu Nên anh tự biết phải làm gì rồi đấy Rồi cô bạn của Ngọc tắt máy luôn Kiên thấy rất khó hiểu Anh gọi lại thì vẫn là bạn Ngọc nghe máy. Anh gọi lại thì vẫn là bạn Ngọc nghe máy. Anh nói chuyển máy cho Ngọc thì cô gái đó không chuyển và nói những lời rất khó nghe. Rồi sau đó tắt nguồn luôn. Kiên không gọi được cho Ngọc. Anh cứ lo lắng bất an và cả đêm không ngủ được. Cả ngày hôm sau, Ngọc cũng không thèm về. Kiên đi tìm Ngọc khắp nơi nhưng không thấy. Anh bất lực cả ngày cứ canh chừng điện thoại để xem Ngọc có gọi về cho anh không. Nhưng không thấy một cuộc gọi nào cả tới ngày thứ ba ngọc mới về kiên cáu quá quát ôm lên sao bây giờ em mới về hả mấy ngày nay anh đi tìm em khắp nơi rốt cuộc thì em đang làm cái trò gì sau lưng anh thế hả ngọc ngọc bình thản trả lời em muốn chia tay chia tay em muốn chia tay sao thế còn cái thai trong bụng em thì sao em bỏ nó rồi kiên sốc như muốn chết đứng luôn tại chỗ miệng anh ta lắp bắp không nói thành lời em nói cái gì em phá thai rồi ư Đúng, em đi siêu âm, bác sĩ nói cái thai phát triển không bình thường, có vấn đề nên em bỏ đi rồi. Em nói dối, nửa tháng trước đi siêu âm, bác sĩ nói thai khỏe mạnh mà. Sao bây giờ em lại nói thế? Em muốn phá thai, em muốn chia tay anh, nên lấy lý do đó đúng không hả? Tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cái thai em cũng đã bỏ rồi. Kiền tức giận quá, anh tát cho Ngọc một phát rất đau. Cô điên thật rồi Ngọc ạ, à. sao cô có thể giết chết con mình như thế hả? Ngọc bị tát đau Cô lồng lên chửi giả Tất cả là vì anh đấy kia nạ à. Vì anh nghèo quá không nuôi được tôi Thì sau này có con Làm sao anh nuôi nổi con chứ Thế nên tôi bỏ nó luôn từ bây giờ đấy Đỡ phải khổ Tất cả là do anh đấy Có trách thì trách bản thân anh vô dụng Chứ đừng trách tôi Sau một hồi cãi vã kịch liệt Ngọc bỏ ra ngoài Cô về taxi sang nhà bạn luôn Kiên cứ ngồi đó và lặng lẽ khóc cho cuộc đời mình Ngọc bỏ Kiên đi, Kiên cũng không thể giữ Ngọc ở lại được vì hai người không có gì ràng buộc cả là do Kiên ngu ngốc bỏ vợ bỏ con để chạy theo Ngọc. Kiên ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, anh khóc lặng lẽ bởi vì anh yêu Ngọc thương Ngọc, cô là mối tình thời đi học, anh tin Ngọc, vậy mà bây giờ Ngọc nhận tâm phá thai và bỏ rơi anh. Kiên đang ngồi khóc lặng lẽ thì mẹ anh gọi, con nghe à, tối về nhà ăn cơm nhé hôm nay nhà mình có dỗ con ạ à. nghe tiếng của mẹ kiên lại càng xót xa anh ra chợ mua ít hoa quả rồi lái xe về nhà nhà có dỗ nên không ai muốn nhắc lại chuyện không vui cả bà nội cũng không muốn chỉ kiên như trước nữa thì kiên ngồi đó buồn bã mẹ anh ra hỏi kiên con có chuyện gì à kiên nhìn mẹ mắt đỏ hoe mẹ ơi con sai rồi mẹ ạ à. rốt cuộc con làm sao vậy nói mẹ nghe xem nào ngọc phá thai rồi Cô ấy phá thai và bỏ đi rồi mẹ ạ. À. Trời đất ơi! Nó mang thai 3 tháng rồi mà sao lại phá đi chứ? Cô ấy nói vì con nghèo quá không nuôi được mẹ con cô ấy nên cô ấy quyết định phá thai. Tất cả là do con ngu ngốc tin lời cô ấy. Giờ con phải làm sao hả mẹ? Mẹ Kiên ngồi động viên Kiên. Bà quyết định để Kiên về nhà sống. Bà nội giận thì giận nhưng khi biết Kiên bị Ngọc bỏ rơi thì bà lại mừng ra mặt bà dọn phòng sạch sẽ cho cháu rồi đấy về đó dọn quần áo đi dạ cháu cảm ơn bà ạ à. đấy cháu đã sáng mắt ra chưa cá không ăn muối cá ươn biết chưa dạ cháu hối hận lắm bà ạ à. sau này cháu sẽ nghe lời bà hết ừ thôi cháu cũng đừng buồn nữa về nhà chịu khó làm ăn rồi làm lại cuộc đời cháu ạ kiên về thu dọn quần áo rồi trả nhà anh thở vào nhẹ nhõm rồi đi về nhà với mẹ với bà nội Đến bây giờ thì anh mới thấm tía Không ai yêu thương anh bằng gia đình anh cả Gia đình vẫn là quan trọng nhất Kiên về nhà Anh thay đổi hẳn Hết giờ làm việc Anh về nhà phụ bà nội cơm nước dọn dẹp Mọi người ai cũng ngạc nhiên Khi thì anh thay đổi nhiều như vậy Bà nội bắt đầu quyết định hàn gắn cho Kiên và Quỳnh Bà bàn với mẹ Kiên Mẹ thằng Kiên đâu? Ra đây Dạ con đây Mẹ bảo gì con à Này giờ thằng kiên nó đã thay đổi rồi hay chúng ta tìm cách hàn gắn nó với cái quỳnh đi con cũng muốn vậy nhưng giờ chúng ta hàn gắn thế nào ạ à? để mẹ nghĩ cách thằng cô tôm cũng được hơn một tháng rồi nhỉ hay là mẹ con mình lên đó tìm cách đón mẹ con gái quỳnh về đây chơi vài hôm để thằng kiên có cơ hội chuộc lỗi với mẹ con nó con sợ ông bà thông ra không đồng ý đó mẹ ạ à. bà nội suy nghĩ một lát rồi nói mẹ có cách này bây giờ con lên đó thăm thằng tôm rồi nói với cái quỳnh là mẹ bị ốm cả tuần nay rồi con nói khéo vào để cái quỳnh về đây thăm mẹ rồi mẹ con mình tính tiếp liệu có ổn không mẹ mẹ không biết nhưng cứ thử xem sao chứ vì tương lai con em chúng ta nên chúng ta phải cố gắng thôi con ạ à. mẹ kiên ngay lập tức bắt xe ô tô lên thành phố thăm cháu tôi đang bế con nằm ở võng thì mẹ kiên vào quỳnh ơi con có nhà không con con đây ạ à? Mẹ lên một mình thôi ạ à? Mẹ Kiên ngồi xuống ghế Bế cu tôm rồi buồn bã nói Bà nội nhớ chắc quá Nên ốm rồi con ạ à. Mấy hôm nay bà nội không ăn mấy Nên người cứ gầy dọc ý Tôi vốn rất thương bà nội Nên nghe bà ốm thì tôi xót ruột Bà bị ốm mà à Thế mẹ đưa bà đi khám chưa Mẹ đưa đi khám rồi Bác sĩ nói bà không sao cả Tại bà nhớ cháu nhớ chắc quá Nên ốm vậy thôi Con đừng lo nhá. Trời ơi Thương bà nội quá, giá mà ở gần thì con đưa thằng Tôm sang chơi với bà nội rồi. Ở xa mà, biết làm sao được. Sau này con rảnh, con cho thằng Tôm về chơi với mọi người mấy hôm. Dạ vâng ạ. À. Nhưng sau đó, vì sốt ruột, không biết bà nội ốm thế nào, tôi đã xin phép bố mẹ tôi cho tôi và cô Tôm về quê chơi với bà nội mấy hôm luôn. Mẹ tôi đồng ý, vì thấy gia đình Kiên cũng tử tế, mặc dù tôi và Kiên đã ly hôn nhưng bà nội và bố mẹ anh ấy vẫn thường xuyên lên thăm mẹ con tôi. Thế là chiều hôm đó, mẹ con tôi bắt xe về thăm bà nội. Tí xe taxi về tới cổng, mẹ chồng tôi chạy vào nhà. Mẹ ơi, mẹ con cái Quỳnh về rồi mẹ này. Ô thế à, để mẹ ra đón nó. Ô kìa, mẹ đang giả vào ốm mà, mẹ quên à. À ừ nhỉ, mẹ quên mất. Bà nội vội leo lên giường, trùm chăn, mặt buồn rầu dĩ như là ốm thật tôi bế cu tôm vào bà nội ơi cháu về thăm bà đây mẹ chồng tôi ra bế cu tôm còn tôi thì đi thẳng vào buồng bà nội bà ơi bà bà nội quay ra nhìn tôi cười rồi nói giọng mệt mỏi quỳnh đấy à dạ bà ốm thế nào à cháu nghe mẹ cháu nói bà bị ốm mà cháu sốt ruột quá bà ạ bà không sao đâu mẹ thằng kiên cũng kỳ ghê kể với cháu làm gì để cháu phải lo lắng chứ Dạ bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha Cháu thương bà nhiều lắm đấy Ừ thế thằng chắt vàng của bà đâu rồi Dạ nó đang ở ngoài kia với bà nội Để cháu ra bế nó vào chơi với cụ ạ à? Đấy bà nội và mẹ chồng tôi lúc nào cũng thương mẹ con tôi như vậy đấy Mẹ tôi đi mổ gà nấu cơm Tôi bế con ngồi chơi với bà nội Nằm một lúc bà nội quên mất luôn chuyện bà già vào ốm Bà ngồi dậy và bế thằng chắt đi chơi ngay được Tôi xuống bếp nấu cơm với mẹ chồng Thôi con lên nhà chơi với bà nội đi, mẹ nấu một lát là xong mà. Bà nội bế thằng tôm đi chơi rồi à? Mà kỳ thật đấy, bà nội đang ốm, mà sao hết ốm nhanh vậy? Thì mẹ nói rồi mà, bà ốm vì nhớ cháu nhớ chắc, bà nội ốm tương tư, có phải ốm vì bệnh đâu con. Một lúc sau, Kiên về nhìn thấy tôi, mắt Kiên đỏ hoe, tôi cười hỏi anh. Anh sao thế, khóc đi à? Kiên cười gượng nói. Nhìn thấy em và con, anh vui mừng quá thôi cảm ơn em sao lại cảm ơn tôi vì em không trách móc anh em vẫn cười với anh như thế được anh cảm ơn em nhiều lắm mấy ngày ở nhà kiên tình cảm chân thành của mọi người khiến tôi phải suy nghĩ kiên muốn quay lại với tôi anh muốn tôi cho anh một cơ hội để sửa sai nhưng tôi khó nghĩ quá tôi không biết phải làm sao cả ngọc sau khi bỏ kiên về nhà bạn ở ngay lập tức cặp kè với peter luôn mặc dù mới phá thai còn chưa hết thời gian kiêng cữ ngọc đã đi chơi đà nẵng với bạn trai mới sau một tuần đi du lịch với bạn trai thì lúc về ngọc dọn sang sống cùng bạn trai tây mà không cần đắn đo suy nghĩ thế nhưng do ngọc không tìm hiểu kỹ và cô quá tin bạn nên cô không thể ngờ được rằng peter đã có vợ con bên nước ngoài cô vợ biết chuyện nên đã mò sang tận việt nam để đánh ghen khiến ngọc choáng váng luôn tại biệt thự của peter Ngọc mặc váy ngủ mỏng manh nằm ở phòng khách, còn bạn trai Tây đang bơi ở bể bơi trước sân. Vợ của Peter đã tới cổng, cô tự mở cửa và đi vào trong biệt thự. Thấy chồng đang bơi ở bể bơi, cô vợ cười nhích mép và đi vào trong nhà. Ngọc nằm lướt điện thoại không để ý, nghe tiếng cửa mở, cô khẽ nói. Anh yêu tắm xong rồi đấy à? Cô vợ đi lại gần Ngọc và nói. Là tao đây. Ngọc nghe giọng phụ nữ lạ, cô mới ngẩng lên. Chị là ai vậy? Sao chị vào được đây Tôi khóa cổng rồi mà Tao là vợ của Peter Tất nhiên là tao có chìa khóa cổng rồi Ngọc sững sờ Cô đứng hình mất vài giây rồi nói Chị nói gì cơ Chị là vợ Peter ư Chị đùa đấy à Anh ấy đã có vợ đâu chứ Thế thì mày nhầm rồi Không những anh ta có vợ Mà con anh ta 5 tuổi rồi Tao cho con đi chơi mới có một tháng Mà anh ta đã dẫn gái về nhà rồi Được lắm Ngọc hoang mang quá Cô run lên vì sợ Cô đang định chạy ra ngoài Thì bị cô vợ chặn lại Mày tính chạy sao Mày ngủ với chồng tao Mày thấy thích không hả Ngọc cuống lên Không em chưa ngủ với anh ấy Bọn em chưa có chuyện gì xảy ra cả Em xin phép về đây ạ à? Ngọc muốn chạy ra ngoài Nhưng không thể Vì cô vợ đã nhanh tay tung lấy tóc Ngọc và lôi lại Còn danh Mày tới tận đây để hú hí với chồng tao ư Vậy thì hôm nay Mày xác định tàn đời đi con ạ à? Ngọc vùng lên bỏ chạy nhưng bị cô vợ túm chặt tóc Khiến Ngọc ngã xuống đất Peter ở ngoài nghe tiếng kêu cứu Mới chạy vào thì đã quá muộn Ngọc bị hai vẹt dài trên mặt Máu chảy thành hàng xuống cổ Mai dừng tay lại Thằng chó chết Mày dám dẫn gái về tận đây ư Vậy mày cũng chết luôn đi Peter lao vào cứu Ngọc Cũng bị vợ đạp cho một cái Ngọc nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi biệt thự Với khuôn mặt bị thương Hai tháng sau Tôi và Kiên quay về với nhau và bắt đầu yêu lại từ đầu. Hai tháng suy nghĩ. Hai tháng suy nghĩ tuy không phải là dài nhưng tôi tin Kiên sẽ là một người chồng tốt và là một người bố mẫu mực của con trai tôi. Bà nội suốt ngày bế cô tôm nên tôi lại rảnh quá. Tôi chuẩn bị đi làm lại còn Kiên thì chịu khó làm ăn. Lấy lương được bao nhiêu tiền mang về đưa cho tôi hết. Anh cùng tôi làm việc nhà. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên vợ con. Mọi chuyện đang rất bình yên thì con ngọc lại lần nữa xuất hiện hết giờ làm kiên vừa dắt xe ra cổng thì ngọc xuất hiện anh kiên ơi kiên nghe giọng nói quen quen liền quay lại ngọc là cô à ngọc bỏ khẩu trang ra để lộ rõ hai vết sẹo dài trên mặt khiến kiên ngạc nhiên hỏi mặt cô bị sao vậy ngọc rơi nước mắt đây là cái giá cho sự nông nổi của em đấy anh ạ à. em bị kiên thở dài cô làm gì mà mặt bị sạch vậy em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm mình sang quán nước bên kia đường ngồi nói chuyện một lát được không ạ à? kiên thở dài thôi được rồi sang quán nước ngọc có thút thít khóc thôi cô đừng khóc nữa có gì từ từ nói tôi nghe nào ngọc lau nước mắt nhìn kiên với ánh mắt ân hận anh ơi em sai rồi em sai rồi em xin lỗi anh kiên gật đầu tôi không còn giận cô nữa đâu nên cô không cần phải xin lỗi tôi nữa nhé anh không giận em thật chứ Thật vì bây giờ tôi đang rất hạnh phúc Tôi cũng mong cô hạnh phúc Ngọc nhìn Kiên khẽ hỏi Anh nói vậy là sao ạ à? Tôi và Quỳnh quay lại với nhau rồi Chúng tôi đang rất hạnh phúc Tôi cũng mong cô được hạnh phúc Chuyện đã qua hãy để nó qua đi Anh và Quỳnh quay lại với nhau rồi sao Đúng vậy Thôi tôi về đây Kiên đứng dậy đi về Ngọc ngồi đó như người mất hồn nếu ngày đó cô không phá thai Thì bây giờ Kiên vẫn đang ở bên cạnh cô Vì cô ngu ngốc tin lời bạn Để bị lừa một cách thê thảm Giờ mặt lại bị hai vết sẹo dài như thế này Cô biết phải làm sao Nhàn sắc không còn Tuổi thì không còn trẻ nữa Cuộc đời cô sẽ ra sao Tôi chuẩn bị làm lại Nên tính đi mua mấy bộ quần áo mới để mặc Nên tôi nhờ bà nội trong cô tôm hộ Bà trông cô tôm giúp cháu một lúc nha bà Ừ cháu bạn gì thì cứ đi đi Cháu tính đi mua mấy bộ quần áo Vì sang đầu tháng cháu đi làm lại rồi Vậy cháu đi mua đi À chờ bà chút Nói rồi bà nội chạy vào trong buồng Lấy cho tôi 20 triệu Này bà cho Cầm lấy muốn tiêu gì thì tiêu Mua quần áo đẹp đẹp vào nhá Ô sao bà cho cháu nhiều tiền thế Bà già rồi làm gì có tiền mà cho cháu chứ Bà nội cười tít mắt Đây là tiền mà lúc cháu mới về Trả cho bà Sau những lần cháu làm hỏng đồ đạc trong nhà đấy Cả tiền bán cây xấu nữa Giờ bà cho cháu tất đấy Thôi cháu không cầm đâu ạ à. Bà giữ lại tiêu gì thì tiêu ạ à? Bà cho thì cầm đi Mua quần áo làm tóc tai đẹp vào rồi đi làm Bà già rồi Cũng không cần tiêu gì tới tiền đâu Có gì bà xin các con các cháu là được mà Tôi cảm động ôm bà nội Bà ơi cháu cảm ơn bà Cháu yêu bà nhất trên đời ạ à? Con bé này lớn rồi Mà cứ như trẻ con đi Thôi đi đi Nhớ là mua đồ đẹp vào biết chưa Dạ bà Tôi đi mua đồ xong lại gần công ty của chồng nên tôi tính qua chỗ chồng làm chơi một lúc. Tôi tạt vào quán mua mấy cân quýt ngọt để mang tới cơ quan chồng. Ngọc không còn ai để dựa dẫm, hết tiền tiêu, cô lại tìm cách liên lạc với Kiên. Kiên biết ý của Ngọc nên anh không nghe máy, mà Ngọc gọi Kiên không được, cô mặt dày tới mức là tới tận cổng cơ quan của Kiên để tìm anh. Kiên đang làm việc thì anh bạn gọi. "Ê Kiên, bạn gái tới tìm kìa." À? "Ai vậy? Tao đâu có biết đâu." Mày ra mà gặp là biết ngay mà Kiên đi ra nhìn thấy Ngọc Anh thở dài Ngọc tới đây có việc gì không Ngọc liền lại ôm lấy Kiên và khóc Kiên ơi làm ơn giúp em Rốt cuộc là có chuyện gì mới được Ngọc vừa khóc vừa nói Anh đừng bỏ mặc em có được không Em giờ không còn tiền Lại không có người thân Ngoài anh ra em không biết nhờ ai cả Tôi vừa đi tới Thấy Kiên và Ngọc đang đứng đó Tôi đứng lại để nghe họ nói chuyện Kiên đẩy Ngọc ra Ngọc đừng như vậy nữa Nếu ở đây khổ thì Ngọc về với bố mẹ Ngọc đi Kiên em yêu anh Anh đừng bỏ mặc em mà Em xin anh đấy Bỏ ra đi Một lần với Kiên là quá đủ rồi Nếu Ngọc còn tới đây làm phiền Kiên nữa Thì Kiên sẽ không để tình Ngọc nữa đâu Kiên đẩy Ngọc ra Nhưng cô ta cứ lì lợm bám chặt vào chân Kiên Anh đừng bỏ mặc em mà Em yêu anh Cô bị điên thật rồi Bỏ tôi ra đi Tôi đứng đó nghe thấy Kiên không có gì với cô ta cả nên tôi mỉm cười. Như thế là được rồi, giờ mình sẽ tính sổ với cô ta. Tôi mới đi ra. Cô Ngọc, cô đang làm cái trò gì thế? Cả Kiên và Ngọc giật mình khi thấy tôi xuất hiện. Kiên nhìn tôi, anh cầu cứu. Vợ cứu anh với. Tôi mới lại túm tóc Ngọc và lôi ra. Cô mau bỏ tay ra đi, ai cho phép cô ôm chân chồng tôi hả? Ngọc bị tôi lật ngửa ra đằng sau. Cô ta vùng dậy xông vào đánh tôi thì bị Kiên tóm lấy tay. Ngọc, cô quá đáng rồi đấy Nếu cô mà động vào một sợi tóc của Quỳnh Thì đừng trách tôi ác với cô Tôi can chồng Anh tránh ra, để em sửa cô ta cho Anh đứng sang một bên đi Tôi sắn tay áo lên nhìn cô ta nói Để tôi cho cô biết Thế nào là ve vãn chồng người khác nhá Nợ cũ nợ mới Hôm nay tôi sẽ tính sổ hết với cô Ngọc nhìn tôi thách thức Cô ta cố ý nhắc tới chuyện cũ Để chọc tức tôi Dù gì Kiên cũng vì tôi mà bỏ cô một lần rồi mà tôi không nghĩ cô lại tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy đâu quỳnh ạ cuộc đời mà không có ai hoàn hảo cả tôi chấp nhận quay lại với kiên là vì anh ấy đã vì tôi mà thay đổi cô đừng nghĩ vì mấy lời kích của cô mà khiến tôi lung lay ngọc giơ tay tát tôi thì tôi né được rồi tôi túm tóc cô ta và lên gối một phát vào bụng cô ta bị choáng tôi tát thêm vào mặt cô ta mấy cái nữa ngọc bị tôi tát kỷ niệm cho năm phát vào mặt tôi túm tóc cô ta nói giọng đanh thép tôi cảnh cáo cô cô mà còn ve vãn chồng tôi một lần nữa thì cô đừng trách tôi vô tình ngày trước tôi không để ý nên cô mới có cơ hội tiếp cận chồng tôi đấy nhưng từ bây giờ trở đi cô sẽ không còn một cơ hội nào nữa đâu nhớ rõ lấy mọi người trong công ty xúm lại nhìn ngọc xì xào bàn tán tôi nắm tay kiên bây giờ em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu và em sẽ không cho phép ai cướp anh ra khỏi cuộc đời em một lần nào nữa em hứa đấy Kiên gật đầu rồi cùng tôi đi về nhà. Ngọc ê mặt quá, cô ta đứng dậy và vội vàng bỏ đi. Về tới nhà, Kiên vội vàng giải thích. Quỳnh à, anh không hề liên lạc với cô ta đâu. Là cô ta tự tới cơ quan tìm anh đấy. Anh thề là không có ý gì với cô ta cả. Anh thề đấy. Tôi nhìn chồng cười tươi. Em biết rồi, em có nói gì anh đâu. Anh sợ em hiểu lầm nên anh mới cố gắng giải thích vậy đấy. Em hiểu mà. Và em cũng tuyên bố luôn từ lúc em đồng ý quay lại với anh là em đã quyết định sẽ không để anh đi một lần nào nữa đâu anh mà dám đi em chặt chân anh luôn đấy trời ạ à, càng ngày em càng hung dữ vậy dạ là bà nội dạy em đấy hiền quá để mấy người ngồi lên đầu tôi ngồi đúng không dạ anh không dám à, anh không dám ngồi lên đầu em chứ bà nội đứng đằng sau từ bao giờ bà lên tiếng nói không dám là tốt giờ thì đi nấu cơm đi còn một chậu quần áo của thằng tôm nữa đấy mang đi giặt bằng tay hết biết chưa cháu trai kiên gật đầu cười tươi Dạ cháu biết rồi ạ à. cuộc sống của tôi và kiên cứ thế trôi qua bình yên nhà chồng tôi tuy nghèo thật nhưng bù lại có bà nội thương tôi hết mực mẹ chồng tôi dễ tính tuy tôi và kiên từng gặp nhiều chuyện rắc rối có người còn nói tôi tha thứ cho kiên quá dễ dàng nhưng hiện tại nhìn vào cách đối xử của kiên với vợ con thì tôi tin là tôi đã làm đúng cuộc đời mà đâu ai hoàn hảo 100% được đâu. Quan trọng là họ sai nhưng họ biết quay đầu lại. Người ta vẫn thường nói đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh kẻ chạy lại đúng không mọi người. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.